những nhân ảnh này trông như tu sĩ ở trần nhưng nhìn kỹ thì nhiều chỗ có tinh kim có chỗ lại có giáp sát như yêu thú tinh kim và giáp tựa hồ dính liền huyết nhục thành một phần thân thể như thể các tu sĩ này đã được cải tạo gắn vào tinh kim hoặc bộ phận trên mình yêu thú các thân ảnh lơ lửng trong dịch quả vốn đã cực kỳ quỷ dị nhưng càng dùng mình hơn là trên mình họ dấy lên khí tức kinh nhân thoạt ẩn thoạt hiện cái quỷ quái gì đây thiên cửu thần quân nhợt nhạt nhìn sơn cốc không mọc cỏ dại mà chỉ có mấy chục cây to, kinh hỏi thần Lan Vương Yến Bắc Quy, chứ không dám lại gần. Khí tức này hơn hẳn chúng ta, thần Lan Vương Yến Bắc Quy biến sắc. Lẽ nào còn sống, khí tức trên chúng ta, tức là thực lực chân tiên, thiên cửu thần quân lùi lại. Lưỡng vị thần quân Một lão giả thấp lùn mặc kim sắc pháp y, chừng hơn 50, ở sau lưng hai người, hít sâu một hơi nghiến răng run giọng tại hạ đọc được trong điển tịch. Thứ quỷ dị này rất giống linh thực nô của một thượng cổ tông môn linh thực nô cổ tịch nói thế nào thấy kim đơn tứ trọng lão giả nói thiên cửu thần quân và thần lan vương yến bắc quy cùng hỏi theo cổ tịch đó thời thượng cổ từng có tông môn là hoa linh tông biết một pháp môn tà độc đem tu sĩ bắt được trồng vào một số loại cây khiến tu sĩ đó như biến thành quả được linh lực và dinh dưỡng của cây tới nhuần rồi gắn với những bộ phận của yêu thú có nguyên khí lợi hại thậm chí gắn thần thiết nội giáp tại thể nội hoặc phủ văn tinh kim pháp trận các tu sĩ sau khi bị cải tạo thì thực lực đại tăng không có ý thức, trở thành nô bộc cho tông môn đó, lão giả hít liền hai hơi mới có thể nhợt nhạt nói tiếp, vì pháp môn đó quá độc ác nên tông môn đó bị các tông môn vây công diệt gọn. Cũng không hẳn là linh thực nô, nhưng tương tự, Thiên Cửu Thần Quân sáng mắt, tu sĩ chúng ta có thể khống chế không? Không có ghi lại, tại hạ chỉ đọc qua đó những chuyện từ thượng cổ, chứ không thấy ghi lại cách khống chế linh thực nô như hà, lão giả lắc đầu. Yến đạo hữu, sao hả? Thiên Cửu Thần Quân trầm ngâm rồi hỏi Thần Lan Vương Yến Bắc Quy. Ý của y rất rõ, trong sơn cốc quỷ dị này có tới bốn mươi mấy linh thực nô, Yến Bắc Quy đã khẳng định ít nhất cũng tu vi chân tiên. Nếu điều khiển được, thì thiên kiều thần quân cho là mấy minh hội của tu đạo giới sẽ phải thần phục, hình thành tu đạo thần quốc chưa từng có, y và Yến Bắc Quy là trí tôn trí cao vô thượng. Chúng ta không nên động vào thứ đó, thần lan vương Yến Bắc Quy biến sắc mấy lần, hiển nhiên thập phần do dự, hít sâu một hơi rồi lắc đầu, sầm mặt, tình hình này thì nơi đây rất có khả năng là lãnh địa của vực ngoại thiên ma vị thượng cổ đại năng hủy đi hiện tại tuy chúng ta qua ghi chép mà liên đạo hữu đọc được mà đoán đây là linh thực nô nhưng thật ra có phải hay không có gì khác thì chúng ta không biết dọc đường đến đây chúng ta đã thấy thủ đoạn của vực ngoại thiên ma đơn phòng trước đó đều không phải phổ thông đơn phòng mà là chỗ tiến hành các loại thí nghiệm nghiên cứu dược tính và công thức mới linh thực phu này rất có khả năng là vật thí nghiệm của chúng dù không phải thì đã qua mấy vạn năm ai biết được thay đổi thế nào dù khi xưa có thủ đoạn khống chế chúng ta cũng không nên thử linh thực nô thập phần quỷ dị chiến lược đều trên chúng ta với chiến lược của chúng ta bắt một kẻ ra thử thì chắc cơ hội thành công không nhỏ thiên cửu thần quân nhìn nhân ảnh quỷ dị trong quả cây tỏ vẻ tham lam sao lại chỉ bắt một gia thử vạn nhất ra hết thì sao thần lan vương yến bắc quy hỏi thiên cửu thần quân các hạ muốn thì cứ việc nhưng để tại hạ đi đã tại hạ không dám mạo hiểm cũng không định chạm vào mấy cây quỷ dị này ở đây quá rộng không tính việc chúng ta thu lợi không ít mà kệ đây mà tìm tiếp có khi có lợi hơn nữa. Yến Đạo Hữu nói đúng, linh thực nô mà chỉ chiến lược thần huyền tam, tứ trọng thì có thể mạo hiểm thẻ xem, nhưng giờ đành an toàn là trên hết. Thiên cửu thần quân gật đầu, mắt hơi ánh lên lạnh lẽo, rõ ràng bất màn với việc thần Lan Vương uy hiếp mình. Đi, thần Lan Vương Yến Bắc Quy không đổi sắc hay nhiều lời, thần ảnh loáng lên, giữ cự ly trăm trượng với hoang cổ thực chu kỳ dị, alo sang đầu kia sơn cốc. Thiên cửu thần quân và các kim đơn tu sĩ của nghịch hòa minh cũng cẩn thận vòng qua, khuất bóng vào sơn cốc quỷ dị. Độn quang của tu sĩ nghịch hòa minh khuất đi chừng một tuần hương, thì vang lên tiếng động ở mé trái, hồng sắc hà quang đột nhiên nứt ra, bạch quang cùng cường uy lao vào, tựa hồ từ cấm chế nào đó xông vào. Bạch quang là bạch bào đại năng đã gặp đại ưởng thiên. Y và toán tu sĩ cùng bỏ chạy, nhưng giờ một mình vào cốc này, chứ không thấy ai khác. Y lúc này cực kỳ nhếch nhác, vai trái thủng một lỗ, có lục sắc thần quang lấp lóe, tựa hồ đang phá hoại nhục thân khí tức giảm đi, thụ thương không nhẹ. Đây là vào sơn cốc, thấy hàng cây quỷ dị thì bạch bảo đại năng giật này mình, một tích tắc sao, nhìn rõ cảnh tượng, mắt y kinh hỉ cực độ. Vù, y không sợ hoang cổ thực chu quỷ dị, trực tiếp đáp xuống dưới một gốc, trước một quả cây trong suốt. Nhìn rõ nhân ảnh, bạch bảo đại năng càng vui mừng. Bạch bảo đại năng lao nhanh dưới tán hoang cổ thực chu, xem xét từng quả cây trong suốt. Nhìn kỹ mỗi quả cây, bạch bảo đại năng dừng lại trước một quả, nhân ảnh trong đó là một thanh niên ở trần chừng hơn hai mươi bi tâm có một khe nứt dài xuống tận mũi như mọc thứ gì ở trong ngực thanh niên có một khối đồng lục sắc tinh kim không theo quy tắc nào thò ra bề ngoài là phù văn nhỏ hơn kiến không biết bao nhiêu lần mục lực người thường không thể nhìn rõ đồng lục sắc thần quang từ khối tinh kim bắn ra chảy lên làn da nhợt nhạt trông như huyết mạch bạch bảo đại năng dừng lại trước quả cây cắn lưỡi phun tinh huyết và chân nguyên đoạn y vung tay liên tục phát ra hàng loạt lam sắc quang phủ tinh huyết cùng chân nguyên phun ra như bị hút sạch ẩn vào quang phủ mười mấy tích tắc sau y liên tục phát ra hơn trăm lam sắc quang phủ tụ thành một phủ lục dài đi tay phải vung mạnh làm sắc phủ lục như lưỡi dao đâm vào vỏ quả Xoạt! hoàng sắc tương dịch chảy ra làm sắc phủ lục bắn vào mình thanh niên cơ hồ đồng thời thanh niên mở bừng mắt thanh niên mở mắt thì khí tức kinh nhân dấy lên chát 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 mọi nhân ảnh trong mở bừng mắt như đèn lồng lửa ma đột nhiên sáng lên kể cả thanh niên đứng trước bạch bào đại năng ánh mắt mỗi nhân ảnh trong quả cây đều không có tình cảm tất cả đều nhìn vào bạch bào đại năng những nhân ảnh ở trong quả nguyên lành đều ngâm trong dịch quả vàng nhạt nhìn bạch bào đại năng qua lớp dịch thì càng quỳ dị bạch bào đại năng cứng người hơi hoảng sợ nhất thời y đứng im mọi nhân ảnh trong quả cây cũng bất động cực kỳ quỳ dị chát 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 mấy tích tắc sau trừ thanh niên đã chảy hết dịch quả đứng trước bạch bào đại năng thì các nhân ảnh bị đánh thức lại nhắm mắt thanh niên vẫn bất động nhìn bạch bào đại năng ra nghe lệnh ta bạch bào đại năng mắt lóe lên mấy lần rồi nghiến răng nói với thanh niên tôn mệnh chủ nhân giọng nói nhạt nhẽo như của cương thi từ miệng thanh niên vang lên vào quả trước mặt bạch bào đại năng hóa thành cho thanh niên quỷ dị bước ra mặc pháp y vào bạch bào đại năng cực kỳ cuồng hỉ một tấm hồi sắc pháp y kiểu hành vân lưu thủy được lấy khỏi nạp bào năng đưa cho thanh niên quỷ dị. thanh niên quỷ dị mặc luôn pháp y, hồi sắc pháp y che đi quá nửa diện mạo thanh niên quỷ dị nên trông y không quá đặc biệt. người biết gì về nơi này không? bạch bào đại năng hơi do dự rồi hỏi. không rõ, chủ nhân. thanh niên quỷ dị đáp gọn. người nhớ lai lịch của mình không? trừ ta là chủ nhân thì ngươi còn biết gì nữa? bạch bào đại năng nhíu mày hỏi. tiểu nhân chỉ biết ngài là chủ nhân. thanh niên quỷ dị đáp gọn. khí tức thập phần cổ quái, gần như chân tiên khí tức có huyết khí nên không phải tử vật nhưng khác với khí tức khí huyết của tu sĩ như thể là khí huyết tu sĩ hòa với khí huyết yêu thú và sinh khí của cây cối đúng là hoang thần mà hoang thần tổ tông ghi lại trừ phụng mệnh hành sự ra thì như một thân cây bạch bào đại năng càng kinh hỉ rồi nhíu mày lầm bầm nhưng sao ở đây có nhiều hoang thần nô như thế lẽ nào trốn cổ quái này liên quan đến hoang tộc tổ tông chủ nhân tiểu nhân không hiểu thanh niên quỷ dị bình thản đáp từ giờ ngươi là hoang thần nô bạch bào đại năng bảo tuân mệnh chủ nhân tiểu nhân là hoang thần nô thanh niên quỷ dị bất động đáp hoang thần nô người biết thần thông gì bạch bảo đại năng lại hỏi chủ nhân thần thông là gì tiểu nhân không biết hoang thần nô đáp ngay ta vẫn chưa quen chỉ coi hoang thần nô chỉ là cây cỏ nghe hiệu lệnh giết người mà ta còn hỏi thế bạch bảo đại năng lẩm bẩm rồi cười lạnh có thần thông gì thì khi giao chiến là biết với thực lực hoang thần nô này thì khi cổ chiến thần và hóa hình yêu thú đó đến thì chúng sẽ biết thế nào là hối hận Hoang thần nô theo ta lẩm bẩm đoạn bạch bào đại năng hử lạnh rực làm sắc thần quang cất bước tuân mệnh chủ nhân hoàng thần nô giấy lên khí tức đáng sợ theo sau bạch bào đại năng giản giạt hoàng sắc quang hoa bạch bào đại năng vẫn dao động nguyên khí liên tục độn quang nhanh hơn thấy hoàng thần nô thong thả theo sát thì tỏ vẻ đắc ý ít nhất thì người nghịch hỏa minh đã vào đây vạn nhất có kẻ biết cách khống chế hoàng thần nô bạch bào đại năng và hoàng thần nô sắp rời sơn cốc đột nhiên y như nhớ ra dừng lại ở đầu kia. Hoang thần nô dừng lại, im lặng. Hoang thần nô, diệt hết cây cối và hoang thần nô khác đi. Bạch bào đại năng lạnh lùng chỉ vào dãy hoang cổ thực chu. Tôn mệnh, chủ nhân. Y đáo đoạn ngực ánh lên đồng lục sắc thần quang, lan khắp toàn thân. Đồng lục sắc thần văn từ tay hình thành một cây trường đao nghìn trượng chém tới. Hoang cổ thực chu như vật sống, phát ra đạm hoàng sắc thần quang, hình thành một quang cháo hình bán nguyệt. Chát. Hoàng sắc quang cháo chống chọi được một chốc là tan rã đồng thời hoang cổ thực chu nát vỏ dịch quả chảy ra như máu mấy quả cây nổ tung hoang thần nô như tu sĩ ngủ say trong đó mở mắt nhìn bạch bào đại năng và hoang thần nô đứng cạnh đồng lục sắc thần đao không dừng cứ chém qua chặt hoang thần nô rơi xuống thành mấy đoạn chát chém gục mấy hoang thần nô xong thanh niên đi cạnh bạch bào đại năng lóe đồng lục sắc thần quang thần đao rực thần quang chém vào quang cháo của một hoang cổ thực chu tự động phát ra giết hai hoang thần nô rơi xuống chát 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 từng gốc hoang cổ thực chu nổ tung dịch quả chảy tứ tan thêm một hoang thần nô không có sức chống trả bị diệt cả sơn cốc đầy hoàng sắc tương dịch lơ lửng toàn mảnh vỡ hoang cổ thực chu tổng thể còn 5 cây chát lại một cây nổ tung ba hoang thần nô rơi xuống thần đa hoang thần nô của cạnh bạch bào đại năng vốn chém xuống đến sát ba hoang thần nô đang rơi thì y đột nhiên dừng lại khí tức hủy diệt thụt thò trên hư không đôi mắt vô hồn của y như có thêm thứ gì đó Mục Quang dừng lại ở một trong ba hoang thần nô, là một nữ tu, lưng bị cấy hỏa hồng sắc giáp xác, tay thò ra bạch sắc thần thiết nhọn hoắt, tạo cảm giác như từ xương mọc ra. A, à, thấy hoang thần nô đột nhiên dừng lại, Bạch Bảo đại năng Mục Quang lóe lên kịch liệt, biết ngay biến đổi của hoang thần nô đến từ nữ tu. Không thể giết. Y chưa kịp nói thì hoang thần nô cầm đồng lục sắc thần đao đột nhiên nói: "Ngươi nói gì?" Bạch Bảo đại năng nín thở, kinh hãi nhìn hoang thần nô y hiểu rõ hơn bọn thiên cửu thần quân nhiều biết thứ này không thể có tư duy không thể cãi lại mệnh lệnh không thể giết hoàng thần nô đột nhiên lại nói mục quang nhìn vào y bạch bào đại năng hóa thành bạch sắc lưu quang lùi nhanh cơ hồ đồng thời đồng lục sắc thần quang trên mình hoang thần nô bừng lên thần đao mang theo khí tức kinh nhân rạch ngang vòm xanh trẻ vào bạch bào đại năng a à, bạch bào đại năng dựng tóc gáy không ngăn được đồng lục sắc thần đao thể nội phun ra vô số lam sắc thần quang đều tan nát chỉ kịp kêu lên thê thảm rồi đứt đôi người cơ hồ đồng thời đầu tư tiếp tục lao đi thân thể nổ tung thành màn sáng màu lam bạch bào đại năng xui xẻo cực điểm nhất phương trí tôn nhưng vào phù đồ thì liên tục gặp cường địch thụ thương không nhẹ hiện tại thu phục được hoang thần nô thực lực kinh nhân thì lại thành châm lửa đốt mình bị bước phải thi triển bí thuật chỉ còn cái đầu thoát thân phù màn sáng thân thể bạch bảo đại năng hóa ra bị đồng lục sắc thần đao quét sạch nhìn theo hướng dầu y biến mất hoang thần nô không hề truy kích đến bên nữ tu mắt hấp hái mấy lần rồi ôm đối phương nhìn quanh hoang mang thậm chí không biết nên làm gì trong khi bạch bảo đại năng gặp xui xẻo thì bọn ngụy tác đang ở một dốc núi có mấy trăm cung điện cao cả trăm trượng dốc núi nằm trên độ cao ước một nghìn ba bốn trăm trượng của ngọn núi găm một nửa vào cửu thiên âm phong tầng trên đầu bọn ngụy tác trưởng bảy trăm trượng không chỉ có cửu thiên cương phòng lưu động, còn cả xích kim sắc thần mang xuyên qua, như từ đỉnh núi bắn xuống, khí tức khiến gã dùng mình, pin năng tự hồ còn hơn kim phong hỏa tuyến khi gã dẫn động thiên kiếp. Gã không muốn chạm vào vì xích kim sắc thần mang ngưng tụ nhiều tinh thần xạ tuyến, cố xuyên qua, cũng được nhưng coi như đốt thọ nguyên vô ích. Mấy trăm cung điện trước mặt bọn ngụy tác đều trống không, ánh lên bạch sắc quang mang, xếp theo hình lục lăng đặc biệt. Giữa các điện vũ là một quảng trường, Rìa quảng có 6 lam sắc thạch nhân chừng 50 trượng, như đang nhận lại của các cung điện. Hình dáng 6 lam sắc thạch nhân khác nhau, trong đó một người chỉ có hai tay, lưng có đôi cánh lớn, năm người còn lại đều 32 tay, mỗi tay cầm một pháp bảo. Dù cung điện hay 6 lam sắc thạch nhân đều tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, toát lên khí tức thương tàng. Tất cả đều nguyên lành, cực kỳ yên lặng, thần bí dị thường. Đi, chúng ta qua xem. Bọn ngụy tác mời đến đây, gã bảo linh lung thiên và bọn cơ nhã rồi cùng linh lung thiên đi đầu chúng nhân theo sao? Cư nhà muội người có biết sáu pho tượng không thị bất thị có phải sáu đại năng hoang tộc lợi hại nhất đến rìa dãy công trình ngụy tắc nhìn rõ diện mạo sáu lam sắc thạch nhân khác nhau sống động như thật nghiêm túc dị thường nếu không vì biết công trình và lam sắc thạch nhân đều đều khác từ cự thạch thì gã đã cho là sáu thi thể hoang tộc đại năng tọa hóa chắc không phải hoang tộc đại năng ở thời đại của ta mà là bậc tiền bối Linh lung thiên nheo mắt nhìn rồi lắc đầu. Đều chỉ một đầu, không phải ba đầu, xem ra không lợi hại nhất. Hàn vi vi hỏi linh lung thiên, nàng ta biết hoang tộc thủy tổ có tới ba đầu, mỗi cái có thể thi pháp độc lập, tốc độ thi pháp kinh nhân. Đích xác không phải tối lợi hại, linh lung thiên gật đầu, xác nhận lời hàn vi vi. Một cái đầu cũng dọa chết người rồi, lục Bảo lão đầu run giọng đích xác, hiện tại ai nhìn bức tượng cũng phát hoảng. Chỉ 32 cánh tay đã như nắm trong tay vô số thiên địa, áp lực đến cực điểm. Có văn tự, linh lung thiên, người biết không? Nam cung vũ tinh chỉ vào một điện vũ. Chúng nhân nhìn quanh, phát hiện tuyệt đại đa số điện vũ đều treo biển bằng tinh thạch khắc cổ tự. Hoàng tộc có ý gì mà ta không biết nhỉ? Linh lung thiên nhíu mày, đi thêm mấy bước rồi mắt bắn ra kim quang mấy thước, lao vào một điện vũ. Sao hả? Ngụy tác giật giật chân mày, độn quang lóe lên bám theo linh lung thiên. Không sao, trong đó có thứ ta cần. Linh lung thiên liếc ngụy tác, hư ngụy tác thấy thế thì biết cũng như lúc ở bắc mang di tích nó phát hiện thứ gì đó hữu dụng nên gã giật mình thiên hỏa lô thế này hả là phẩm giai gì nhỉ không chỉ thiên mà còn cả lôi cương đúng là lôi hỏa tôi luyện thần thức quét qua ngụy tác nhận ra trong điện vũ có lò nung cao cỡ 10 người nhưng cùng linh lung thiên đi vào nhìn thấy cái lò là gã trợn tròng trắng cái lò màu cổ đồng khảm hòa hồng sắc tinh thạch lớn cỡ đầu người bên trong tinh thạch có vô số phủ văn hỏa sát khí tức quá rõ là thiên hỏa lô cái lò lớn như thế hỏa hồng sắc tinh thạch dày đặc hấp nạp thiên hỏa hỏa lực tất cực kỳ kinh nhân nhưng trên thân lò lại có lôi cương khí tức khiến ngụy nhận ra ngay bên trong có khắc pháp trận phức tạp gắn vào không chỉ một đạo lôi hệ đại đạo thần văn là cự đỉnh lôi hỏa tôi luyện trong truyền thuyết luyện khí lô lớn thế này hả nam cung vũ tinh và bọn cơ nhã đi vào đều kinh hô linh lung thiên không hề khách khí tử quang lóe lên mở nắp lò rồi lao vào cầm một khối đen xì cỡ nửa thân thể nó lao ra Cường nhà muội tinh kim gì đây ngụy tác giật giật mí mắt nhận ra trọng lượng vật đó cực nặng dù thần thiết và vẫn tinh được đại năng rèn cũng không so được tựa hồ biết gã hỏi linh lung thiên không nói gì mà miết nhẹ lên cục tinh kim đen xì lớp cho bị gạt đi hồng quang chói lòa như thần huyền đại năng phát ra quang hoa huyết nguyệt thần thiết là huyết nguyệt thần thiết nguyên âm lão tổ và vu thần nữ lục bào lão đầu cùng kinh hô lại là huyết nguyệt thần thiết vẫn được điển tịch tu đạo giới gọi là thiên ma vẫn thiết ngụy tác nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào vệt đỏ huyết nguyệt thần thiết theo ghi chép của tu đạo giới là một trong các cực phẩm tinh kim phẩm chất kinh nhân nhất trừ chất liệu tuyệt vời cực hợp với nguyên khí có thể khác nhiều nguyên khí pháp trận thì còn phẩm chất cực kỳ đặc thù nếu dùng thần thiết này luyện chế pháp bảo cũng như tu sĩ tu luyện có tác dụng hấp phụ với nguyên khí uy năng càng bị uy năng xung kích chất liệu càng chắc chắn thay thể càng lúc càng mạnh nói đơn giản thì dùng thần thiết này luyện chế pháp bảo thì càng dùng càng tốt trải qua càng nhiều đấu pháp thì càng lợi hại chỉ cần không bị cường uy đánh thành cho là được tinh kim được hình dung như vực ngoại thiên ma biết hút uy năng thuật pháp nên được gọi là thiên ma vẫn thiết trừ thử ra còn được xưng tụng là vạn đại thần thiết tức là chỉ cần không làm mất thì pháp bảo luyện chế từ tinh kim này có thể lưu truyền vạn đại với thay thể thần thiết này thì tu sĩ có thể đánh thành cho ít nhất cũng chân tiên tứ ngũ trọng đúng là huyết nguyệt thần thiết chỉ nhìn là ngụy tác gần như tắt tiếng đặc điểm nổi nhất của huyết nguyệt thần thiết trừ thần quang đặc biệt sán lạn thì bề ngoài còn tự nhiên hình thành loan nguyệt hoa văn càng tôi luyện lâu càng lưu truyền nhiều đời thì chất liệu càng tốt loan nguyệt hoa văn càng mảnh hiện tại vật đỏ hiện ra hoa văn cực kỳ mỏng manh huyết nguyệt thần thiết là thứ vạn năm khó kiếm tại tu đạo giới theo ghi chép từng xuất hiện hai pháp bảo là một cái châm cải tóc và một cây như ý cỡ một thước cả hai cộng lại mới bằng đầu trẻ con nhưng khối trong tay linh lung thiên thì không kém gì thân thể nó luyện thành châm cài thì không biết được mấy trăm cái cương nha muội há miệng một lúc ngụy tác đảo mắt cười đừng cười kiểu đó săn thương đáng chết coi như người may mắn ta sẽ cho một nửa linh lung thiên hiểu ý ngụy tác tỏ vẻ khinh thường lao hết lớp đen trên khối huyết người tinh kim hồng quang bao trùm đại điện đẹp thật cơ nhã hoàn nam cung vũ tinh chắc lưỡi khối thần thiết trừ cực kỳ mịn màng thì màu sắc rực rỡ chưa ai được thấy màu sắc nào đẹp đến thế chỉ màu sắc cũng khiến người ta muốn thu lấy không đem luyện khí cũng có thể ngắm nghía cho ta một nửa hả ngụy tắc ngẩn ra ta hiểu rồi cường nha muội không phải tinh kim nào cũng hữu dụng với ngươi luyện hóa một loại tinh kim đến mức nhất định lượng thì cũng như kháng dược tính sẽ thành vô dụng hả gã hiểu ra không sai linh lung thiên gật đầu chả trách ngươi thấy tinh kim hữu dụng là bất chấp tốc độ tu luyện của ngươi tuy nhưng nhưng cũng có hạn chế xem ra không nghịch thiên như hoang tộc công pháp ngụy tác gật đầu thảo nào ngươi lại rộng rãi cho ra một nửa ngươi nói ngần ấy là gì ta không dùng được cũng cứ lấy không để cho ngươi đấy thì sao ai nấy tròn mắt linh lung thiên bị ngụy tác nhìn thấu thì thẹn quá hóa giận cắn một miếng huyết nguyệt thần thiết răng thật quá tốt thiên tuyết thần thiết có hữu dụng với ngươi không trường tôn tiểu như tròn mắt rồi bật cười lấy khối thiên tuyết thần thiết cha nhìn lệ nhược hải cười hỏi vật này là lệ cung chủ tặng nếu hữu dụng thì ta tặng ngươi lệ cung chủ chắc không có ý kiến gì tất nhiên lệ nhược hải mỉm cười đa tạ linh lung thiên sáng mắt rõ ràng khối thiên tuyết thần thiết rất hữu dụng nó thu vào tay áo như động không đáy ai cũng dễ coi hơn ngươi nó trận tròng trắng với ngụy tác sau này ngươi bồi thường người lấy thần thiết mà bắt ta bồi thường ngụy tác tắt tiếng tu vi của ngươi chưa đủ khi nào đạt chân tiên lưỡng trọng thì có thể làm tan huyết nguyệt thần thiết luyện chế pháp y cho nam cung vũ tinh linh lung thiên tỏ vẻ khinh miệt huyết nguyệt thần thiết này phải đợi ta đột phá nhất trọng tu vi mới nung được hoàng tộc lôi hỏa lô này cũng không thể hả ngụy tắc ngẩn ra đích xác nếu là pháp y ngăn được chân tiên thì chiến lược của nam cung vũ tinh sẽ hơn hẳn phổ thông chân tiên nhất trọng đại năng huyết nguyệt thần thiết xưa nay phải chân tiên tam trọng tài mới làm chảy được lôi hỏa lô này có hơn nữa cũng không bằng chân tiên tam trọng pháp vực uy năng tối đa chỉ tôi luyện loại bớt tạp chất đi thôi linh lung thiên hầm hừ cắm thêm một khối huyết nguyệt thần thiết ngụy tác tắt tiếng biết linh lung thiên nói thế là đã nể mặt chân tiên tam trọng mới có thể luyện mà nó bảo gã chỉ lưỡng trọng đã có thể thì khác gì thừa nhận gã lợi hại hơn chân tiên thông thường thần thiết này thật quá biến thái bất quá hoang tộc lôi hỏa lô chỉ bề ngoài cũng kinh nhân phẩm dài khẳng định hơn xa luyện khí lô gã từng thấy nên gã không khách khí thu vào nạp bảo thủ trà không biết trong đại điện còn đồ tốt không lấy được cực phẩm tinh kim nên ai cũng hưng phấn trải thần thức tìm khắp từng gian điện vũ điện vũ đều giống nhau nhưng bên trong thì khác, có chỗ là kho, có chỗ là tĩnh thất, nhưng bên trong đều trống trơn, tựa hồ hoàng tộc lúc rời đi đã gom theo hết. Thoáng sau, bọn ngụy tác vào một gian điện vũ lớn hơn. Trong điện vũ dày đặc giá đồng bành ngọc bình, ngọc hạp, chính giữa là năm kim hoàng sắc lô đỉnh cùng kiều, không lớn lắm, chỉ cao bằng nửa thân người, bên ngoài khắc ác dao phủ đều sống động. Ngụy tác vung tay mở nắm cả năm kim hoàng sắc lô đỉnh. Nam giải kim sắc hà quang từ trong đỉnh phun ra, năm cục than đủ màu hiện lên ai cùng nhìn vào năm kim hoàng sắc tiểu đình thấy năm cục than thì đều thất vọng ít nhiều đại điện này là đơn phòng phẩm giai năm kim sắc luyện dược đỉnh bất phàm pháp trận vẫn tự nhiên lưu chuyển tựa hồ không ngừng luyện dược ai cũng hy vọng bên trong còn linh đơn nhưng năm cục than này đã tan hết linh khí chứng tỏ bị luyện hỏng hoang cổ hỏa tùy thảo chúng nhân tìm trên các giá mấy tích tắc sao cơ nhã và vu thần nữ kinh hỉ kêu lên hoang cổ hoàng nha quả dược lực thiên tuyết phục linh vẫn còn tiếng hô kinh hỉ vang lên không ngớt trên các giá đồng còn nhiều cho như linh dược tan giã thành trong nhiều đơn bình là linh dược đã giữa những thứ đựng dịch thể đều khô cạn chỉ còn bột ở đáy nhưng có những vật chứa vì làm bằng nguyên liệu đặc biệt nên linh dược vẫn nguyên hoặc dược lực còn quá nửa kích động nhất là cơ nhã năm kim hoàng sắc tiểu đình được thu lại pháp trận trên đó có năm sáu loại nguyên khí dao động khác nhau rất giống cực phẩm dược đỉnh xuân thu đỉnh trong truyền thuyết bố trí kiểu này dễ luân chuyển giữa cực nhiệt, cực hàn, luyện chế được nhiều linh đơn đặc thù. Không chỉ năm kim hoàng sắc tiểu đỉnh, cả đơn bình và đồ đựng đặt trên giá đồng đều luyện chế từ nguyên liệu rất hiếm, có thể giữ cho dược lực của linh dược hoặc dược lực của linh dược hút nhiều thiên địa nguyên khí bị ảnh hưởng là những thứ luyện đơn sư thèm muốn. Còn cả những đồ đựng chế từ tinh thạch và vẫn kim đặc biệt thì cơ nhã cũng không biết, cần từ từ nghiên cứu mới biết tác dụng. Sao hả? Bọn cơ nhã hớn hở tìm xem còn linh dược hữu dụng không? vừa thu hết đơn bình lại trần ngụy tác lướt đến một chỗ đây là chúng nhân thấy ở góc tường gần ngụy tác có đống trò lớn màu lam lẽ nào hoang tộc đại năng chết ở đây thủy linh nhi hỏi có cảm giác như bị đại hoang vấn đạo kinh của đại ường thiên giết pháp y cũng tàn nát ở đây vốn có giá đồng nhưng cũng thành cho hết rồi ngụy tác gật đầu chỉ sang hai bên quả nhiên là thế chúng nhân phát hiện hai bên đống trò có bụi màu xanh đồng lẽ nào phù đồ quá lớn lúc bọn đại ường thiên đến thì vẫn còn người hoang tộc đang luyện đơn luyện khí khi bọn đại ưởng thiên chết thì chiến hồn mới tới đây vu thần nữ nhíu mày nếu bản tôn đại ưởng đến thì với tu vi đó cả đại điện chắc đã thành cho có lẽ vậy lúc đó đỉnh cấp đại năng của hoang tộc và linh tộc đại chiến trong phủ này hoang tộc còn những nhân vật cấp thấp không biết gì vẫn mùi đầu làm việc sau đó mới bị diệt ngụy tác gật đầu cho là như thế bàn luận rồi gom hết những thứ hữu dụng đoạn bọn ngụy tác đi tiếp điện vũ tiếp đó không có gì tốt bọn ngụy tác đến trung tâm sẽ công trình có sáu bức tượng hoang tộc đại năng đến quảng trường bọn ngụy tác thấy ở chính giữa có mười mấy thứ như tế đài cao hơn nền mấy thước bên trên có tinh thạch vỡ hình như là truyền tống pháp trận nhưng đã tổn hủy không rõ nối đến đâu quan sát kỹ ngụy tác thậm chí cắt một bức tượng hoang tộc đại năng ra xác định không có gì cổ quái thì chúng nhân mới đi tiếp hình như có khí tức yêu thú mấy chục tích tắc sau ngụy tác nhíu mày bảo đoạn tăng tốc lẽ nào là hóa hình phệ linh thú chúng nhân vừa tìm kỹ vừa theo chân gã nửa tuần hương sau ca toán đi qua một dãy điện vũ theo ngụy tác vào một sơn cốc trước mặt là cảnh tượng bình thường không thấy mười mấy lam sắc quang trụ cỡ thùng nước từ tử vụ mênh mông bắn lên cao xuyên qua âm hắc sắc phong tầng và xích kim sắc thần mang trong sương sấm chớp yùng đi điện hồ cực lớn nhấp nháy nhưng không có thanh âm vọng ra cảm giác dị thường quỷ dị và bức bối thần thức tất cả xuyên vào tử vụ thì đều như bị trói lại dù nam cung vũ tinh cũng chỉ được không đầy trăm dặm chỉ biết có ngân bạch sắc điện hồ lấp lánh thì không thấy yêu thú gì linh lung thiên mắt lóe kim quang có lẽ cũng không biết chuyện gì vù vù ngụy tác ngưng thần cảm giác kỹ một chốc ra hiệu cho tất cả cảnh giác rồi lưỡng đạo thanh sắc thần quang lóe lên duy ngã tâm kiếm bắn vào tử vụ soạt cơ hồ khi lưỡng đạo duy ngã tâm kiếm bắn vào tử vụ tử vụ như thể phản kích phun ra nam đạo ngân bạch sắc điện hồ lớn cỡ thùng nước vào ngụy tác lôi cương khí tức lan ra thậm chí khiến bọn hàn vi vi nghẹt thở ngụy tác không quan tâm hắc hỏa hiện lên ngăn được năm làn ngân bạch sắc điện hồ đột nhiên từ vụ rúng động vốn không động tĩnh gì thì từ chỗ năm làn ngân bạch sắc điện hồ đột nhiên vang tiếng ong ong khe khẽ năm sáu thứ lớn cỡ trái dưa đủ màu từ trong xương tím bay ra oanh cốt hoàng sắc quang trụ phun ra hư không rung lên uy năng gấp mấy lần ngân bạch sắc điện hồ đây là phu thần nữ và trưởng tôn tiểu như ngạc nhiên là một con giáp trùng mai cứng vằn vàng, đen pha bạc, khí thế hung hung. Chát! Hắc hỏa bị giáp trùng phun ra quất hoàng sắc quang trụ đánh tan. Phù lạp! Cơ hồ đồng thời, trên bình đại giáp trùng lóe ngân quang, ngân sắc điện võng trùm xuống ngụy tác. Chát! Ngân sắc điện võng trùm lên, ngụy tác chìm trong ngân sắc điện quang, mũi cũng như có rùn bạc bò, trông rất đáng sợ. Ngụy tác không dừng, chụp lấy đại giáp trùng. Lợi hại! Trưởng tôn cảnh và trưởng tôn tiểu như đều biến sắc tuy ngụy tác đối phó đại giáp trùng có vẻ nhẹ nhàng nhưng đó là gã đại giáp trùng này dù uy năng thuật pháp hay tốc độ thi pháp đều hơn xa thần huyền ngũ trọng đại năng dù chưa đạt chân tiên cũng không kém nhiều là họ tất không phải đối thủ giáp trùng cỡ này cực kỳ đáng sợ hiện tại sau diệt thế thú triều yêu thú được tu sĩ biết đạt cỡ này cũng chỉ vài con tức bị ngụy tác tóm lấy đại giáp trùng ré lên nửa thân trước phòng to yêu khí phun trào định dùng yêu đơn đánh ngụy tác đừng loạn động Ta không cần mạng ngươi, nhưng nếu lung tung thì có khi ta bóp vỡ đầu." Ngụy Tác cười ha hả, xích sắc hà quang lóe lên, dùng tay bóp, nó kêu lên thê thảm, nước miếng sắp phun ra bị gã bóp ngược lại. "A." À, Ngụy Tác tỏ vẻ ngạc nhiên, "Oanh." Bạch sắc hà quang ép mạnh, đại giáp trùng phun cả nước miếng ra, đoạn gã gõ mạnh như gõ chuông, khiến nó ngất đi. "Lệ cung chủ, giáp trùng này là yêu thú gì? Theo lý, linh trí yêu thú cỡ này không kém gì tu sĩ." sao nó lại chỉ như phổ thông đê dài yêu thú ngụy tác nhăn nhó hỏi lệ nhược hải và tâm hữu lan yêu thú này tựa hồ không có linh trí lệ nhược hải và tâm hữu lan không hiểu bước lên xem xét đại giáp trùng bị ngụy tác đánh ngất đi lệ nhược hải và tâm hữu lan hiểu về yêu thú hơn cả đại giáp trùng có vẻ không hiểu ý ngụy tác dù biết mình là trứng còn trước mặt là tường đá mà vẫn lao vào kiểu đê dài yêu thú nổi hung dù thực lực thế nào thì cũng là đê dài yêu thú tối phổ thông linh trí thấp kém lẽ nào là kim dương trùng xem kỹ lệ nhược hải và tâm hữu lan nhìn nhau lệ cung chủ ý các vị là thứ có thực lực kinh nhân như thế chỉ là tứ cấp đề dài yêu thú kim dương trùng tiến giai thành cực âm thần quân tròn mắt kim dương trùng là chi đặc biệt của kim giáp trùng thập phần mẫn cảm với các loại tinh kim khoáng mạch lại có thể thổ độn nhiều tu sĩ bắt được thì đều dùng vào tìm kiếm tinh kim luyện khí chiến lược không có bao nhiêu kim dương trùng tầm thường chỉ là độ tốc nhanh rồi phát kim quang dựa vào lớp vỏ cứng đối địch Yêu thú cỡ này đừng nói thực lực gần đạt chân tiên mà chưa từng nghe nói, có thể tiến giai đến lục cấp thất cấp. Bọn tại hạ cũng không dám tin, giáp trùng này trừ thể hình to hơn, có hắc sắc và ngân sắc điều văn, thì đặc tính hoàn toàn giống kim dương trùng, lệ nhược hải và tâm hữu lan tắt tiếng. Xem ra là kim dương trùng, yêu thú này là thổ hệ nguyên khí, quất hoàng sắc quang hoa lấy năng yêu đơn, cũng là thổ hệ nguyên khí biến dị, ngân sắc lôi cương có thể vì ở trong tử vụ lâu, tiến mà có được dị năng. Ngụy tác nhìn đại giáp trùng, đê dây yêu thú ở đây cũng tiến dài đến mức đó coi như đại bảo khố không có người tiện nghi cho nó cả giáp trùng này cũng tiến dài đến mức đó ngụy tác liệu còn yêu thú cao cấp hơn không nam cung vũ tinh lo lắng hỏi không phải không có nhưng ít lắm ngụy tác trầm ngâm đại ường thiên chiến hồn lang thang ở đây sáu bảy vạn năm đi khắp phủ đồ không biết bao nhiêu lần yêu thú có thực lực không bằng thì đã trốn còn có thực lực hơn hẳn thì đã diệt y lâu rồi hiện tại mặc kệ có hay không chúng ta vẫn phải tìm kiếm liếc nam cung vũ tinh ngụy tác lại nói nơi thế này dù thế nào cũng phải tìm không mới là có vấn đề hàn vi vi và thủy linh như nhìn nhau từ lúc và đến giờ hoàng tộc phủ đồ đích xác là siêu cấp bảo khố chỉ biết dùng hai chữ biến thái để hình dung hoàng tộc nhân vật tệ nhất cũng gần đạt chân tiên phủ đồ này như quốc độ cho chân tiên trở lên cư trú nhưng thứ ở đây mà hoang tộc đại năng coi là bình thường thì tu đạo giới hiện tại coi là bỏ bối cực kỳ kinh nhân họ vào đây đều có cảm giác như thần hải cảnh tu sĩ vào sơn môn của siêu cấp tông môn không người không tìm được thì thôi tìm được gì cũng thập phần kinh nhân cả đê giai yêu thú ngu xuẩn cũng không biết đã sống tại đây bao nhiêu năm gần đạt thực lực chân tiên nếu là phổ thông tu sĩ cứ ở đây thì thực lực sẽ thế nào từ hoang tộc linh viên đến huyết nguyệt thần thiết và đơn phòng chưa biết chừng còn thứ càng kinh nhân dụ hoặc thực quá lớn hiện tại lục bào lão đầu đã đổi quan điểm vốn sợ hãi kêu gà bỏ chạy thì sau khi lấy được ngần ấy dù cầm gậy đuổi lão cũng không đi lệ cung chủ hỏa vu linh miêu có nhận ra khí tức tu sĩ nào qua đây ngụy tác nhìn đại giáp sắc trùng còn ngất xỉu hỏi lệ nhược hải hỏa vu linh miêu cực có linh tính không cần y đáp là đã từ tay áo y lao ra thò chân xua xua hàm ý không thấy trong này quá lớn xem ra bọn thiên cửu thần quân đi lối khác chúng ta không biết chúng thu được lợi lộc gì ngụy tác lắc đầu mù quang lóe lên lắc lắc đại giáp trùng với trưởng tôn tiểu như mỉm cười trưởng tôn tiểu như muội thích đại giáp trùng này không không ngại xấu thì tặng muội dù gì linh trí của nó rất thấp lệ cung chủ tùy tiện dạy một môn thuật pháp là muội sẽ khống chế được hay lắm trưởng tôn tiểu như cười tít mắt thực lực kim dương trùng còn trên nàng ta có thêm trợ thủ là phụ quan trọng là thần tượng tặng thì thứ tệ nhất cũng thành tuyệt diệu môn khống linh thuật này không khó có thể thi pháp ngay tâm hữu lan mỉm cười đưa ngọc phù cho trưởng tôn tiểu như trưởng tôn tiểu như hưng phấn gật đầu thần thức quét mấy lần thì vung tay liên tục mấy đạo hoàng hắc quang phủ ngưng thành bắn vào thể nội đại giáp trùng đại giáp trùng hơi run lên hoàng hắc quang hoa sáng rực vẫn bất động lệ nhược hải mỉm cười lấy ra một viên hỏa hồng sắc đơn dược chân nguyên cuốn thành dược lực giải lên mình nó đại giáp trùng co chân ngơ ngẩn đứng trước trưởng tôn tiểu như trưởng tôn tiểu như cười giòn tan đại giáp trùng liên tục chắp tay với ngụy tác như cảm tạ ơn không giết đi tiếp ngụy tác biết đại giáp trùng đã bị trường tôn tiểu như thu phục liền phẩy tay phát động vô thủy kiếm kinh đưa tất cả đi vào từ vụ chát 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 vào từ vụ vô số ngân bạch sắc thiểm điện như độc xà khát máu từ bốn phương tám hướng đổ tới liên tục va vào dòng kiếm quang tích tắc sao tất cả biến thành ngân bạch sắc thế giới tựa hồ có giải sáng bao quanh mọi ngụy tác thần thông của phu quân hiện tại cực kỳ kinh nhân phu thần nữ chợt có ý nghĩ này hiện tại ngụy tác trông có vẻ thản nhiên nhẹ nhàng nhưng thật ra uy năng mỗi ngân bạch sắc điện quang đều ngang với cổ đế thi chỉ vì thể nội chân nguyên gã tựa hồ liên miên bất tuyệt liên tục kích phát vô thủy kiếm kinh mới chặn được chạm đài linh lan và nam cung vũ tinh không thể nào như thế oanh chừng một tuần trà sau chúng nhân chỉ thấy áp lực giảm đi phía trước sáng rỡ đã ra khỏi phạm vi tử vụ nhìn rõ cảnh tượng bọn ngụy tác đều tròn mắt trước mặt là một dốc núi dẫn lên mọc một vạt tử sắc trúc lâm ở giữa rừng có một hố lớn từ miệng hố là những vết nứt lan theo lưng núi. Giữa hố là một lam sắc thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh không còn sinh cơ và khí huyết khí tức, không biết đã chết bao nhiêu năm, nhưng có tới 32 cánh tay. Mỗi cây trúc trong tử sắc trúc lâm đều phát thần quang, có vân vàng, rõ ràng không tầm thường. Bọn ngụy tác tích tắc đó không có ý tìm hiểu tử sắc trúc tử mà nhìn hết lên thi thể. Thi thể này nằm trong hố, như từ trên không rơi xuống, chết ở đó. Tam thập nhị tý hoang tộc đại năng này nằm nghiêng trong hố, nhưng mẫn cao mấy trượng. Tuy có nghe Linh Lung Thiên nói, nhưng tận mắt thấy tam thập nhị tý hoang tộc đại năng thì ai cũng sợ tóc gái. 32 cánh tay giơ trên không theo đủ tư thế, tạo cảm giác hãi hùng. Thân thể khổng lồ tuy mờ đi như gỗ mục, không còn pháp lực dao động, nhưng vẫn tạo thành áp lực nghẹt thở, cả ngụy tác cũng thế. Chỉ khi đối diện đại năng có tu vi cao hơn quá nhiều thì mới có cảm giác này. Lưu manh đáng chết y chết rồi. Hàn vi vi nhận ra rằng mình va cầm cập, giọng cũng khàn đi chắc chết rồi các vị đừng qua để mỗ ngụy tác hít sâu một hơi thập phần ngưng trọng từ từ đi tới thần thức gã quét đi quét lại trên mình tam thập nhị tý hoang tộc đại năng khí huyết cùng chân nguyên đã khô không còn sinh cơ đầu cũng nứt toác não tùy bị uy năng đánh thành cho tam thập nhị tý hoang tộc đại năng ít nhất cũng đế thiên cấp trở lên hoàn toàn siêu việt phạm vi của gã nên gã không dám coi thường đợi đã để ta ta có cách khiến y giả chết cũng thành chết thật linh lung thiên kéo gã đừng lại một mình đến phía trên hoang tộc đại năng có 32 cánh tay cường nhà muội định cắn nát y hả có lẽ rằng linh lung thiên tạo cho gã ấn tượng quá sâu tìm được tinh kim là cắn vụn nên thấy nó đáp xuống chỗ tam thập nhị tý hoang tộc đại năng thì gã tròn mắt gian thương đáng chết im mồm linh lung thiên vốn đang lao đi nghe thế thì suýt nữa rơi xuống chỉ muốn cắn chết gã hận hực gào lên rồi đáp xuống gần tâm mạch tam thập nhị tý hoang tộc đại năng phù hôi sắc thủ trạc dược quang hoa bắn vào tâm mạch tam thập nhị tý hoang tộc đại năng nam cung vũ tinh đến đây mười mấy tích tắc sau linh lung thiên dừng kích phát hôi sắc thủ trạc gọi nam cung vũ vào nam cung vũ tinh sau khi tấn cấp chân tiên lần đầu phát động chân tiên chi uy cũng như đại ường thiên chiến hồn bên ngoài hiện lên hoàng sắc thần quang hình thành một chiếc vòng nguyên khí dao động tại kỳ dị dấy lên chắc không có vấn đề gì mấy chục tích tắc sao, linh lung thiên gật đầu bảo nam cung vũ tinh dừng thi pháp quả nhiên chết rồi đáng thương thật chết rồi còn bị hành hạ ngụy tác yên tâm nói xuẩn ngốc người có biết nói không hả linh lung thiên trước mắt tối sầm thứ này đáng sợ quá nên đầu óc mất khống chế ngụy tác loáng lên tất cả vào rừng trúc đến phía trên thi thể tam thập nhị tý hoang tộc đại năng chỉ có một đầu xem ra không phải thủy tổ lợi hại nhất nhưng nhục thân xác định hoang tộc đại năng đã chết ngụy tác thở phào lúc tới còn đùa mấy câu với linh lung thiên nhưng đến nơi thì gã lại sờn gai ốc. Tam thập nhị tý hoang tộc đại năng quá khổng lồ, không có vết thương, chỉ trên đầu có một vết sách dài đủ cho gã chui vào. Hoang tộc đại năng tựa hồ chết không nhắm mắt, nằm ngửa lên há miệng, lộ ra hàm răng nhọn, mắt ánh lên u lam sắc quang hoa cực kỳ đáng sợ. Không còn sinh cơ, cấp như đã chết mấy vạn năm, nhưng da vẫn bóng láng như thần thiết bôi dầu, tạo cho ngụy tác cảm giác là nhục thân này tựa hồ còn hơn gã. Chát! ngụy tác dẫm lên một tay của tam thập nhị tý hoang tộc đại năng ta gã nhợt nhạt tuy suýt đá bay thi thể tam thập nhị tý hoang tộc đại năng nhưng chân gã cũng suýt nứt vì như đá vào thép đừng tự rước nhục linh lung thiên tựa hồ biết trước kết quả hử lạnh chết ngần ấy năm rồi còn thế lúc sống sẽ cỡ nào ngụy tác rụt chân nếu khí huyết cùng chân nguyên còn đủ nhục thân tam thập nhị tý hoang tộc đại năng sẽ đáng sợ hơn người biết y ngụy tác coi chân lại hỏi không rõ nhưng rất giống một tam thập nhị tý hoang tộc đại năng xuất hiện tại trận chiến bắc mang linh lung thiên đáp làm gì hả linh lung thiên lại kêu lên ngụy tác đến phía trên đầu hoang tộc đại năng như muốn chui vào lỗ thủng xem linh lung thiên cho là gã lúc này rồi còn định giở trò thì bực mình không có gì để mỗ xem cái gì đã giết hoang tộc đại năng này xem có phải pháp bảo không không phải pháp bảo mà là bị cường uy giết dệt thành không ít đại đạo trực tiếp thay đổi chất liệu trong óc hoang tộc đại năng như khắc thành đạo đồ ngụy tác không ngẩng lên nhìn vào khe nứt ngứa khí như đang hít hơi lạnh chuyện này linh lung thiên và chúng nhân đến cạnh gã nhìn vào trong ánh mắt bọn nguyên âm lão tổ đều kinh hãi óc hoang tộc đại năng trống trơn vết thương sâu đến tận ngực bên trong sáng bóng kết tinh thành đường vân kỳ dị trông như đĩa xương bạch sắc bên trên là hình sông núi đấy là uy năng của lục đạo bạch cốt hoàng tuyền đồ gây ra không rõ nhân vật cấp trưởng giáo bắc mang nào ra tay linh lung thiên không lên tiếng cãi vã với ngụy tác mà run giọng nhân vật cỡ trưởng giáo bắc mang tu vi cỡ nào ngụy tác thớt hắt ra gạt tóc rủ chắc chắn hỏi còn lợi hại hơn đế thiên mấy bắc mang trưởng đều đấu được với hai ba đế thiên linh lung thiên hít sâu một hơi cố bình phục tâm tình nó hiểu rõ nơi này dù không phải vòng chiến cao nhất năm xưa thì các đỉnh cấp đại năng ở đó cũng từng giao chiến ở đây chết đi không ít mạnh thật bọn trưởng tôn cảnh nhìn nhau đúng như ngụy tác nói huyết nhục trong óc hoang tộc đại năng đã bị thay đổi đòn của đại năng đó không chỉ trẻ đầu hoang tộc đại năng mà còn biến đầu cuối không còn thành của mình như cắt đầu xuống mà thay vào bằng tinh thạch có thuật pháp lạc ấn thật quá mạnh khiến họ vô vàn kính sợ mẹ nói chứ đôi mắt này đáng sợ quá nhục thân nguyên khí không biết có thể lấy ra như thi thể thiên long không ngụy tác kêu lên đồng thời thùy linh nguyên khí thử gột sửa hoang tộc đại năng tuy biết hoang tộc đại năng đã chết nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt chết không nhắm mắt đó ngụy tác đều hoảng sợ như thể thần hồn cũng bị hút vào đó nhục thân quỷ khiến gã có cảm giác khác cánh tay cụt cánh tay cụt như khúc gỗ đã đốt hết nhưng nhục thân hoang tộc đại năng dù gì cũng là cánh củi khô không rõ có trích được nguyên khí hữu dụng không oanh thùy linh nguyên khí dồn lên hoang tộc đại năng ai nấy dưỡng ra lạnh buốt trong lòng thùy linh nguyên khí dồn lên thấm vào hoang tộc đại năng bị thi thể hấp thu thùy linh nguyên khí nhẹ nhẹ rung lên trên thi thể hoang tộc đại năng như y sắp sống lại ngụy tắc nhợt nhạt mặt mày nuốt nước bọt tiểu tử làm gì hả vạn nhất hoang tộc đại năng sống lại thì sao lục bảo lão đầu ré lên ngụy tắc liên tục dồn thủy linh nguyên khí vào tam thập nhị tý hoang tộc đại năng thủy linh nguyên khí dồn vào liền bị hấp thu thủy linh nguyên khí của hoang tộc đại năng càng nồng quanh mình bốc hơi phu quân sao thế sau khi dùng mình phu thần nữ hỏi ngụy tắc vốn đang ngơ ngẩn hình như gã phát hiện gì đó Tam thập nhị tí hoang tộc đại năng dù không tu luyện thủy hoàng phệ nhật quyết thì cũng là công pháp tương tự, nhục thân rất hợp với nguyên khí của ta, thần sắc ngụy tác cổ quái, bảo bọn vu thần nữ. Hóa ra thế, nhục thân và nguyên khí tự nhiên kết hợp, nên mới hấp nạp nguyên khí của huynh, suýt dọa chết muội, còn tưởng hoang tộc đại năng còn ý chí nên thừa cơ hấp nạp nguyên khí của huynh. trường tôn tiểu như thè lưỡi, hoang tộc đại năng tạo áp lực quá lớn, nguyên khí dao động cũng đáng sợ. Các vị nên chuẩn bị tâm lý, chốc nữa đừng hoảng Ngụy Tác bảo bọn trưởng tôn tiểu như, thần sắc vẫn đầy cổ quái. "Tiểu tử, ngươi nói gì hả?" Lục bảo lão đầu run lên, lão ở với Ngụy Tác lâu nhất nên quá hiểu gã, chỉ cộc đó là lão hoảng lên, nhận ra có việc không lành. "A." À. Lục bảo lão đầu chưa dứt lời thì kêu lên như mèo bị dẫm đuôi. Ngụy Tác dồn chân nguyên vào thể nội tam thập nhị tí hoang tộc đại năng, y liền giấy lên khí tức hủy diệt thiên địa như có vô số mảnh tinh không quay tít trong thể nội tam thập nhị tý hoang tộc đại năng y phát ra làm sắc thần quang bay lên lơ lửng thần sắc ngụy tác càng cổ quái như bị chúng tả chuyện gì thế nhỉ linh lung thiên vốn bàng quan nhận ra thủy linh nguyên khí của ngụy tác dồn vào tam thập nhị tý hoang tộc đại năng dẫn tới thay đổi thì nó khẽ quát không sai tam thập nhị tý hoang tộc đại năng cũng luyện công pháp như thủy hoàng phệ nhật quyết trừ đầu ra thì thể nội không hề phá tổn thuần túy bị lấy mạng bằng một đòn cả thần thức và ý chí đều tan theo ngụy tác không có ý dọa dừng dồn chân nguyên cười hắc hắc thủy hoàng phệ nhật quyết của ta tự vận hành đại thể nội tự nhiên lưu truyền có thể vừa thi pháp vừa tu luyện tam thập nhị tý hoang tộc đại năng tu vi quá cao kinh mạch như được sông suối gột rửa thủy linh nguyên khí của ta dồn vào là tự nhiên lưu truyền thành ra nó như pháp khí tức là chân nguyên và nguyên khí của các hạ có thể vào thể nội thi thể này sẽ không chế được nó nguyên âm lão tổ và linh lung thiên biến sắc linh lung thiên hiểu ngay ngụy tác quả phát hiện được lợi ích cực lớn nên quá hưng phấn cố bày trò huyền hư dọa cho họ sợ nhưng những lời gã nói khiến tất cả chấn kinh cả nó cũng không muốn tính toán không được dù mỗi dùng chân tiên pháp thân dồn vào thi thể này thì cảnh giới hiện tại cũng không thể hiểu được chân nguyên lưu truyền coi như thi thể này lại không có đầu bất quá ít nhất mỗ có thể dùng nó như pháp thuẫn ngụy tác cười ha hả chân nguyên bàng bạc dồn vào tam thập nhị tý hoang tộc đại năng làm sắc quang hoa rực sáng thi thể lơ lửng trên không. Tiểu tử, đừng có đùa, không thấy sợ sao, thấy tam thập nhị tí hoang tộc đại năng bay lên, lục bào lão đầu muốn khóc mà không có nước mắt. Coi là pháp thuẫn, chân tiền tứ trọng cũng không phá được, hàn vi vi trợn tròng trắng. Bỏ qua lực phòng ngự của tam thập nhị tí hoang tộc đại năng pháp thuẫn thì nguyên cảnh tượng 32 cánh tay thỏ ra, nhai răng múa vứt đủ dọa chết đối thủ. Ta chỉ định cùng ngươi đấu pháp mà ngươi ném cái này ra dọa ai, hàn vi vi tưởng tượng được nếu ngụy tác làm thế, đối phương sẽ kêu thế nào không chỉ đơn giản là pháp thuẫn người tác đặt thi thể tam thập nhị tý hoang tộc đại năng xuống hưng phấn khép tay y tu vi quý quá cao so với ta nên tại thể nội có những chỗ rất nhỏ được chân nguyên của sửa thành đường đặc thù sau này thủy hoàng phệ nhật quyết của ta cũng đạt tới cảnh giới này ta cảm nhận kỹ tất có lợi mắt ai cũng lóe lên tương đương với cảm tri công pháp diễn hóa sâu hơn họ dĩ nhiên hiểu được ý nghĩa thi thể này còn nguyên khí để gột ra thành của mình không thủy linh nhi hỏi công pháp của ngụy tác và hoang tộc đại năng đồng tông đồng nguyên lợi dụng thi thể y tìm hiểu ảo diệu cũng khác nào phổ thông tông môn giải phẫu thi thể tổ sư có phần khi sư diệt tổ gã và hàn vi vi đều thấy thi thể quá đáng sợ luyện hóa được là hay nhất còn còn không ít đầu thi thể này tuy tan nhưng nhục thân còn nguyên nguyên khí chưa tan chỉ là gỗ mục không đốt thành than được nhưng thế là được rồi còn rất hợp với nguyên khí của ta cổ sửa là bị hút không thể lấy ra ngụy tác đắc ý gật đầu giải thích với thủy linh nhi nên tốt nhất là dùng như pháp thuẫn gặp bọn thiên cửu thần quân có pháp khí đánh tan được tay thi thể này thì ta cứ đem luyện hóa ra nguyên khí mà dùng thủy linh nhi và hàn vi vi đốn suýt ngất cả hai đều không muốn thấy thi thể này lắc lắc trước mặt nhưng nghe gã nói thế thì biết sau này khi đối địch thứ kinh hãi này sẽ thường xuất hiện đúng rồi cường nha muội ngươi cắn được không ngụy tác lại hỏi cắn cái đầu ngươi linh lung thiên phát cuồng đáng ngụy tác ngươi muốn cắn thì cứ cắn ngươi tưởng ai cũng luyện hoang tộc công pháp biến thái như ngươi hả ngụy tắc tránh đi lẩm bẩm coi nó là một cục tinh kim là pháp khí là xong thấy ánh mắt linh lung thiên như muốn sát nhân ngụy tắc ngậm miệng thu thi thể tam thập nhị tý hoang tộc đại năng lại đều là từ tinh thần văn trúc cực kỳ hợp với lôi một nguyên khí sánh với thần thiết từ cổ đã là cực phẩm để luyện chế thành bộ pháp khí chỉ là vạn năm mới được một đốt giờ có tám đốt trưởng tỏ đã mọc ở phù đồ này tám vạn năm thấy ngụy tác thu thi thể tam thập nhị tý hoang tộc đại năng lại nguyên âm lão tổ chỉ vào rừng tử trúc nói không sai từ tinh thần văn trúc với thủ đoạn hiện tại của ngươi chỉ cần không tệ quá thì luyện thành bán tiên giai pháp bảo không thành vấn đề từ cổ nó đã được coi là nguyên liệu cho bán tiên giai pháp bảo lục bảo lão đầu bổ sung lão đột nhiên thấy bi ai mẹ nó chứ trước đây sống lâu như thế thấy ngần ấy thứ nhưng so với trong phủ đồ thì có khác gì bùn đất Bình thường gặp thứ gì đạo giai đã thập phần hưng phấn nhưng ở đây tử tinh thần văn trúc vốn là trí bảo cũng đầy dẫy, không thấy gì hay ho. Tử tinh thần văn trúc có ngẩn ấy, nhưng lão không buồn lấy dù một nhánh ra thử luyện. Lão đầu, lấy ra luyện chế thành bộ phi kiếm, ta nhớ ngươi biết cách luyện chế thiên nguyên luân. Ngụy tác lại nhìn lên dốc núi mọc đầy tử tinh thần văn trúc, thong thả nói, ngần ấy, luyện mười mấy vạn phi kiếm cũng đủ nhỉ. Ngươi định luyện ngần ấy phi kiếm, lẽ nào? Lục bảo lão đầu tròn xoe mắt, luyện khí cho a vu ngụy tác tươi tắn trong tử sắc trúc lâm mỉm cười ta đi theo con đường nhục thân thành thánh mới lấy được pháp thuẫn như thế thì không dùng phi kiếm nhưng thiên nguyệt luân thì có thể coi mỗi bộ là một thanh phi kiếm thiên kiếm chu tà kiếm trận có thể điều khiển nghìn thanh tổ thành đại trận một nghìn bộ thiên nguyệt luân cung cấp với nha nu toàn là cao dài phi kiếm thì huy lực khẳng định phi phàm nhỉ a vu nàng và đạt chân tiên mới điều khiển nổi phu quân luyện khí cho thiếp phu thần nữ ngẩn ra vừa mừng vừa kinh ngạc còn ngọt hơn ăn mật đường hóa ra phu quân không quên lời hứa nhìn bộ thiên nguyệt luân lục bảo lão đầu suýt trước mắt tối sầm ngất đi thiên nguyệt luân kỳ thực là một nghìn phi kiếm mười bộ là một vạn trăm bộ là mười vạn nghìn bộ thì tới trăm vạn phi kiếm nếu trăm vạn thanh bán tiên giai phi kiếm nhất để phát ra tổ thành đại trận thì uy năng cỡ nào tuy vu thần nữ với thần huyền tu vi đủ khả năng rời non lấp biển nhưng đồng thời khu động trăm vạn phi kiếm thì cũng như đẩy cả nghìn ngọn núi, e là không làm nổi, phải đợi đến khi thành chân tiên. Trăm vạn phi kiếm, chỉ số lượng đủ khiến người ta dùng mình, điển tịch ghi lại mấy vạn năm nay, thì kiếm tu đại năng vạn vũ thần vương lợi hại nhất cũng chỉ phát ra được 10 vạn kim vũ kiếm. 10 vạn kim vũ kiếm phát ra đủ ngập trời, hủy diệt tất cả, hủy thành trì trong nháy mắt. Ngụy Tác tự hồ thấy chưa đủ chấn động, còn chê một câu, theo cách luyện khí bình thường Ngân này từ tinh thần văn trúc luyện chế mười mấy vạn phi kiếm không thành vấn đề, tu vi của ta thì chỉ cần phi kiếm không to quá, tất cả thể bố trận ở trong. Một thanh phi kiếm phân thành mười thanh cũng được, có thể đủ cho trăm vạn phi kiếm. Lại khác cả luyện khí thần văn của cương nha mội vào thì mỗi thanh tất hơn bán tiên dài một chút. Phu quân Tỉnh khỏi tâm cảnh ngọt ngào, nghe thấy ngụy tác nói thế, phu thần nữ cũng hơi biến sắc. Nếu trăm vạn phi kiếm trên bán tiên giai một chút cùng phát ra thì sao? nàng ta liếc ngụy tác rồi nhìn lên thinh không nếu ngần ấy phi kiếm thì thiên địa chắc bị che kín lão đầu từ tinh thần văn chúc có đặc tính gì có thể nung chảy hay cắt ra khắc pháp trận không cách ngụy tác điểm ra một đạo duy ngã tâm kiếm cắt một cây từ tinh thần văn chúc rồi hỏi lục bảo lão đầu nhất thời không thấy trả lời gã ngoái nhìn mới nhận ra lão đang sủi bọt mép từ tinh thần văn chúc cũng như phổ thông luyện khí tinh thạch có thể nung chảy nung rồi thì cường độ ngưng kết càng cao lá và thân cũng có thể dùng luyện nguyên đâm lão tổ thở hát ra đáp à vậy thì ép mỏng một chút luyện chế trăm vạn phi kiếm không thành vấn đề ngụy tác sáng mắt nghĩ đến nghìn bộ thiên nguyệt luân phi kiếm cấm chế này quá cổ quái yến đạo hữu chúng ta xa vào lâu như thế có nên đổi sang chỗ khác chăng lục bào lão đầu bị ngụy tác khiến cho suýt sùi bọt mép mắng chỉ có kẻ biến thái mới nghĩ như thế thì bọn thiên cửu thần quân và thần lan vương yến bắc quy lại không được nhàn nhã thư thế thiên cửu thần quân gào lên thập phần khó coi cả hai cùng hơn 20 kim đơn tu sĩ đang ở trong một bạo phong nhãn các kim đơn tu sĩ dốc toàn lực dựng lên quang hoa quang cháo ngăn cản cương phong phong nhận dài mấy trượng đổ tới tiếng chát chát vang không ngừng phong nhận nổ vang linh quang nát vụn kịch liệt dị thường trước mặt thần lan vương yến bắc quy lơ lửng con quay kỳ dị màu lam và đen là tên khí khi xưa xuất hiện cùng lam sắc đoạn tí được một lục sam tu sĩ trẻ tuổi lấy được sau đó thanh niên này cũng như thanh niên được tam hoàng tông truyền thừa vận khí không may bị yến bắc quy giết và đoạt truyền thừa con quay xoay tít trước mặt thần lan vương yến bắc quy giải ra lam ô lưỡng sắc thần quang sáng vào phía trước y và thiên cửu thần quân thiên cửu thần quân liên tục phát thần quang trước mắt tất cả là kim sắc thần quang hình rơi không ngừng chém tới kim sắc thần quang giàn giả dà tinh thần nguyên khí và kim thiết khí tức tạo cảm giác như pháp khí do tinh thần tinh kim luyện chế thành thiên cửu thần quân mỗi lần nguyên khí kịch liệt sao động phát ra một đạo thần quang cũng chỉ ngăn được một tia kim sắc thần quang quy năng của kim quang xem ra ít nhất cũng ngang với thần huyền ngũ trọng đại năng toàn lực tung đòn thiên cửu thần quân hú vang toán tu sĩ nghịch hỏa minh tựa hồ đã đi qua giữa vùng bão lốc yến bắc quy sầm mặt toàn lực điều khiển tiên bảo thấy thiên cửu thần quân kêu to thì cũng do dự há miệng tựa hồ định đồng ý quay lại tìm kiếm ở nơi khác a à, mục quang y đột nhiên lóe lên vì trong âm phong cuồn cuộn lại sáng lên như thể có cửa hoặc lối ra thiên cửu thần quân, chúng ta qua xem, nếu là cửa ra thì chúng ta quay lại rồi tìm ở chỗ khác nhỉ, y bảo thiên cửu thần quân. Được, thiên cửu thần quân nhìn thấy nơi có ánh sáng thì hớn hở, tinh thần đại chấn. Đi thêm hơn 200 trượng, thần lan vương yến bắc quy và thiên cửu thần quân đã kêu lên kinh ngạc. Nơi có ánh sáng là năm khối kim sắc ngọc bi hình vuông, cao bằng người thật lơ lửng trên không, kim quang mỗi lần lấp lóe là có thần quang hình rơi bay ra giữa năm tấm bia là linh quang trông như hai viên bạch sắc tinh thạch nhất bản hình bầu dụ bọn thiên cửu thần quân đã thấy là truyền tống pháp trận thông sang nơi khác yến đạo hữu thế nào thiên cửu thần quân nhớ mày hỏi thần lan vương yến bắc quy dù không phải lối ra cũng là thông đến nơi khác thiên cửu thần quân các hạ cứ chọn một lối là được chúng ta không nên động đến ngọc bi ai biết được biến hóa ra sao thần lan vương yến bắc quy không hề do dự chúng ta vào bên trái thiên cửu thần quân gật đầu cả toán ngăn chặn kim sắc thần quang xung kích để đi tiếp đến trước bạch sắc tinh quang cả toán liên tục đi vào bạch sắc tinh quang dù biết trước bạch sắc tinh quang là truyền tống pháp trận và là được đưa đến thiên địa khác nhưng khi linh quang vừa tan thấy rõ cảnh tượng thiên cửu thần quân và thần lan vương yến bắc quy cùng các kim đơn tu sĩ đều biến sắc cả toán đến một dốc núi mênh mông nền đất đỏ rực lỗ chỗ những lỗ hình tròn không có cây cối đều là đất một màu cách đỉnh đầu nghìn trượng là màu đỏ rực đáng sợ đôi cơn khí tức và hơi nóng tỏa xuống như có vô số lôi hỏa rực cháy phía trước là tám lam sắc tinh kim đại điện được xích hồng sắc quang hoa chiếu vào thì càng yêu dị yến bắc quy và thiên cửu thần quân nín thoải vì dốc núi này không biết cao tới đâu nhìn xuống vẫn thấy các loại âm phong vân hà và quang hoa bao trùm lưng núi kinh nhân nhất là phân giới tuyến lại ở dưới đó trông như tầng mây đen thân núi xuyên qua đó khác nào vượt lên những rõ ràng không phải trên mây có vô số uy năng kinh nhân chút xuống và khí tức đang hình thành. Ngọn núi ban nãy đã đạt tới cửu thiên âm phong tầng, tức là chúng ta đã vào ngọn núi ở độ cao này, vẫn chưa tới đỉnh thì núi này cao bao nhiêu. Hít liền mười mấy hơi, thần Lan Vương Yến Bắc Quy mới nói, rõ ràng cùng thiên cửu thần quân đã thấy phần giới giữa cửu thiên âm phong tầng và cửu thiên lôi cương. Thiên cửu thần quân và các kim đơn tu sĩ nghịch hòa minh không nói gì, kinh hãi nhìn màn sáng đỏ. Bên trên là màu vàng kim đậm hơn, với tu vi của thiên cửu thần quân và thần lan vương yến bắc quy mà nổi hứng bay lên như ngụy tác thì tối đa qua được cửu thiên âm phong tăng đến cửu thiên lôi cương tăng là hết dù gì họ cũng từng trải biết được qua điển tịch quy năng cửu thiên lôi cương tăng cỡ nào ngọn núi này rõ ràng vươn tới cửu thiên lôi cương tăng xích hồng sắc quang diễm trên đầu họ là cấm chế cách tuyệt ngọn núi và cửu thiên lôi cương tăng hiện tại tuy không sao nhưng nếu cấm chế bị phá tất cả sẽ xong đời thiên cửu thần quân và thần lan vương yến bắc quy còn chống chọi được chứ các kim đơn đại tu sĩ tất mất mạng trước thiên uy thì họ không khác gì chuột chạy trong chảo dầu còn không biết ai chút dầu bao giờ thì chút xuống tám đại điện hình như đều là nhà kho thần lan vương yến bắc quy đột nhiên nói không sai hình như là nhà kho thông thường thiên cửu thần quân và hơn 20 kim đơn đại tu sĩ đều hưng phấn cùng yến bắc quy lướt về tám đại điện cả tám đều cao mấy trăm trượng đỉnh gần như chạm vào xích hồng sắc diễm quang phía trên cửa điện đều mở, có thể thấy rõ không ít giá bằng lam sắc tinh kim. Qua dáng vẻ bọn thiên cửu thần quân thì dọc đường vẫn tìm kiếm, dù không biết đây là hoang tộc phủ đồ, nhưng biết không tìm được thì thôi chứ tìm được đều là trí bảo phẩm giai kinh nhân. Cả tám nhà kho, dù nơi này nguy hiểm hơn, thì cũng phải tìm. Chống không? Không còn gì? Vào lam sắc tinh kim đại điện đầu tiên, Yến Bắc Quy và thiên cửu thần quân đều thất vọng lướt sang gian khác. Đều chống. Tìm hết tám lam sắc tinh kim đại điện, sắc mặt cả toán xanh lét. Tám lam sắc tinh kim đại điện không hiểu có cấm chế gì, không chỉ khí tức bị cách tuyệt bên ngoài, mà tu sĩ ở trong đều thấy ấm áp dễ chịu, như có thể tăng cường khí huyết. Có vẻ đây là nhà kho, có bày giá, có dương để cố định, tạo cảm giác không phải để đựng tinh thạch mà đựng đơn châu, nhưng trong tám tòa điện giờ trống trơn. Yến đạo hữu, có cần lên tiếp không? Thiên cửu thần quân nhìn các giá trống, sắc mặt khó coi hỏi Yến Bắc Quy. Lên thêm nữa, bạn nhất cấm chế có vấn đề, chúng ta sẽ nguy hiểm, chi bằng. Khi càng lớn, thất vọng càng nhiều, sắc mặt Yến Bắc quy thoạt xanh thoạt trắng, chợt có tiếng ầm ầm vang lên, ai nấy loạn trọng, làm sắc tinh kim đại điện rung rinh. Giọng nói như thể từ xa vọng lại. Thiên cửu thần quân và Yến Bắc quy cả kinh, linh quang lóe lên, hóa thành đạo đạo độn quang bắn ra. Thoáng sau cả toán đến dốc núi đỏ rực trơ trọi, ở trước tòa điện ở cực đông, đi tiếp về phía đông, thì tất cả cả kinh, vì thế thanh hoàng sắc quang mạc che kín cả mục quang và thần thức. Trong thanh hoàng sắc quang mạc không còn chấn động kinh nhân như ban nãy, nhưng vẫn còn tiếng y ủng, tựa hồ có người không ngừng va chạm y năng. Tu đạo giới không còn ai lợi hại hơn chúng ta, người ta trụ được, thì chúng ta cũng vậy. Thiên cửu thần quân và Yến Bắc Quy nhìn nhau rồi lặng lẽ lướt tới. Chát, thần quang từ lam ô lưỡng sắc pháp bảo của Yến Bắc Quy khoét một lỗ trên thanh hoàng sắc quang mạc, cả toán chui vào. Ngọn núi này quá lớn, dù thủ đoạn thông thiên cũng không thể chỉ với một đại cấm là che kín mà phải nhiều đại cấm chia ra bảo vệ, không thì dù một viên tinh hạch cũng không đủ y năng. Lao vào thanh hoàng sắc quang mạc, Yến Bắc Quy thấy trên đầu không còn là màu đỏ rực, mà là màu đồng xanh, kim thiết khí tức cực nồng, tựa hồ có người đúc tường đồng vách sắt trên đầu, chống đỡ thiên khung, y thấy là hiểu cấm chế được bố trí thế nào. Cái gì kia? Y và bọn thiên cửu thần quân co rút trong mắt. Mặt đất cũng như vậy, đỏ rực không một cọng cỏ, quang hoa trên đầu có thêm màu đồng xanh nhưng chỉ chít vết đấu pháp các loại uy năng chém thành vết nứt lớn như chỗ các đại tông môn dành cho đệ tử đấu pháp ba giải quang hoa lao nhanh ở dưới thanh đồng sắc khu vực trong thanh hoàng sắc quang mạc quang hoa ở đầu tiên màu lam đậm lao nhanh nhất nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt quang hoa ở giữa màu lục nhạt hình người quang hoa còn lại màu vàng đất tròn xoe lơ lửng bên trên đạm lục sắc nhân ảnh Thủ hoàng sắc quang hoa và đạm lục sắc nhân hình liên tục có quang hoa va nhau tiếng ầm ầm từ đó vọng ra. Chuyện này. Đột nhiên, dị hương phả tới. Dị hương là từ bích lam sắc quang hoa toát ra. Chát. Thiên cửu thần quân biến sắc vùng tay tế xuất cổ phủ trong như thủy tinh. Màn sáng hiện lên, hiện rõ tình hình ba giải quang hoa. Bích lam sắc quang hoa là một con thỏ đặc biệt, có năm đuôi. Đuổi theo sát là nhân hình yêu thú như lục ngọc, trên đầu nó là uy năng quang hoa, tựa hồ có thể truy tung khí tức, liên tục phát ra thổ hoàng sắc thiểm điện xong đều bị lục xác quang hoa của nó ngăn lại nguyệt thố tiên thảo là nguyệt thố tiên thảo đã thông linh nhìn rõ bích lam xác quang hoa có một con thỏ cùng màu có năm đuôi thiên cửu thần quân và thần lan vương yến bắc quy đều tỏ ra cuồng hỉ sen lẫn trấn hãi bám theo thiên cửu thần quân tế xuất bạch xác ngọc phù hóa thành linh quang bao lấy y và yến bắc quy đến cách bích lam xác quang hoa không đầy trăm phù bích lam xác tiểu thố đã đến trước thanh hoàng xác quang lao vào như xuyên qua màn nước chát thần lan vương yến bắc quy lóe lam ô lưỡng sắc xé thủng màn sáng bám theo thấy yến bắc quy và thiên cửu thần quân đi trước nhân hình yêu thú gầm vang như phát cuồng tốc độ độn quang tăng gấp mấy lần sao lại không thấy nữa thần lan vương yến bắc quy và thiên cửu thần quân ra khỏi thì trước mắt tối sầm trên đầu ngân quang lấp lánh ngân sắc quang tinh cỡ trậu rửa mắt sáng rực dưới trời đêm không có tia lôi hòa khí tức nào như đột nhiên hiện lên mặt đất lồi lõm không có cây cỏ trông như dốc núi nhưng không thấy tung tích bích lam sắc tiểu thố chát cả hai xanh mặt màn sáng sau lưng có một đạo lục sắc độn quang lao ra nghiệt xúc muốn chết thần lan vương yến bắc quy và thiên cửu thần quân mở dấu bích lam sắc tiểu thố nhân hình yêu thú lại khí thế hung hung xông tới thì cả hai nổi giận làm ô lưỡng sắc thần quang và hoàng sắc thần quang giáng xuống lại đến rồi trong lúc thần lan vương yến bắc quy và thiên cửu thần quân động thủ với nhân hình yêu thú thì một thân ảnh khổng lồ ở nơi khác đột nhiên cử động lên tiếng tay quanh người rung rung như xúc tu cá mực vệ linh thú gần như hóa hình cũng điên tiết không chỉ lục sắc quang hoa dâng như sóng mà há miệng phun quang hoa ra oanh bị thần lan vương yến bắc quy và thiên cửu thần quân cuồng nộ xuất thủ vệ linh thú văng đi và vào thanh hoàng sắc quang mạc lục sắc quang hoa không ngừng rung rinh mũi nhỏ lục sắc dịch thể vì năng lục sắc quang hoa tựa hồ không mạnh bị thổi tan ngay nhưng thần lan vương yến bắc quy và thiên cửu thần quân lại run lên xanh lét mặt mày vội lấy từ nạp bảo nàng ra một viên đơn dược trong quang hoa ẩn chứa độc tố kinh nhân tích tắc đã khiến hai thần huyền ngũ trọng đại năng thụ thương không nhẹ vệ linh thú thông thường không biết phun kịch độc hiển nhiên vệ linh thú này tiến giai đến mức có dị năng đặc biệt chát chỉ tích tắc dừng lại lấy linh đơn giải độc vệ linh thú lại gào lên cào vào thanh hoàng sắc quang mạc xé một lỗ chui vào không xong yến bắc quy và thiên cửu thần quân dị thường cuồng nộ cũng biến sắc lại xé màn sáng lao tới nghiệt xúc vào thanh hoàng sắc quang mạc yến bắc quy và thiên cửu thần quân càng xanh lét mặt mày tên bào của yến bắc quy rung lên vũng xoáy mà lam và đen bừng lên thiên cửu thần quật lấy ra phất trần trắng ngần chừng hai thước giàn giạt chân tiên khí tức ngoài ra vệ linh thú đang cười nhạo dưới nó là thi thể hai kim đơn đại tu sĩ của nghịch hòa minh tay cầm đầu một người khác tay trái cầm kim đơn mọi kim đơn đại tu sĩ khác đang cuống cuồng chạy chỉ một chiêu là họ dù liên thủ cũng không phải đối thủ của nó oanh vệ linh thú vừa diệt hai kim đơn đại tu sĩ tựa hồ mới nuốt kim đơn thì lại bị yến bắc quy và thiên cửu thần quân đánh bay mỗi phun ra lục sắc dịch thể nó lại phun ra tiếp năm sáu giải sáng đừng đánh tan giải sáng thần lan vương yến bắc quy và thiên cửu thần quân biến hẳn sắc mặt yến bắc quy cũng phát ra năm sáu lam sắc quang đoàn bao lấy mấy giải sáng màu lục hất đi vệ linh thú lục quang đại thịnh mượn đà lao đi giữ cự ly với thần lan vương yến bắc quy và thiên cửu thần quân chát vũng xoáy màu lam pha đen và bạch sắc thần quang chiêu dáng vào nhân hình yêu thú nó đã đến rìa thanh hoàng sắc quang mạc kéo mạnh tay xé một lỗ rồi lao vào vũng xoáy và bạch sắc thần quang xung kích thanh hoàng sắc quang mạc khoét thủng một lỗ to hơn nhưng chỉ có tiếng ầm ầm đánh vào không khí chứ không trúng nhân hình yêu thú thuật pháp của nó không đáng sợ nhưng nhục thân ít nhất cũng bán chân tiên nếu chúng ta bị nó áp sát thì không phải đối thủ đánh hụt thần lan vương yến bắc quy không truy kích sầm mặt nói xem ra các đạo hữu của chúng ta chấn thủ lối vào ở ngoài đã chết trong tay nó rất giống vậy linh thú nuốt được cả nhục thân và kim đơn của tu sĩ xem ra sắp đạt mức hóa hình rồi thiên cửu thần quân xanh lét mặt mày gật đầu mau đến cạnh ta không thì không thể an toàn ban nãy chúng ta quá vội thiệt hại mất hai đạo hữu vật đó quá kinh nhân chúng ta nhất định phải lấy được không để lọt vào tay yêu thú này thần lan vương yến bắc quỳ hít sâu một hơi đoạn bảo mọi kim đơn đại tu sĩ lao về thanh hoàng sắc quang mạc thiên cửu thần quân bà nãy lờ tây hữu gì mà lưỡng vị thần quân đô cuống lên như vậy mọi kim đơn đại tu sĩ bám theo một thanh bảo lão giả có quan hệ không tệ với thiên cửu thần quân hỏi nguyệt thố tiên thảo điền tịch của hoàng đình tông có ghi rằng thần huyền tứ trọng tu sĩ chỉ cần luyện hóa tiên thảo này sẽ trực tiếp đột phá chân tiên đủ biết dược lực nghịch thiên cỡ nào thiên cửu thần quân tỏ rõ vẻ cuồng nhiệt nẫn tham lam bọn ta chỉ ngửi thấy mùi thơm mà thể nội chân nguyên cũng mạnh hơn nguyệt thố tiên thảo đã hóa tiên thông linh chúng ta lấy được không cần nguyên vẹn mà một phần mười mấy cũng đủ đột phá chân tiên. Phù. Tiếng hít hơi lạnh vang sau lưng Thiên Cửu Thần Quân và Yến Bắc Quy, thậm chí rõ hơn tiếng cả toán xé không khí. Một nhánh tiên thảo đại thành này, đủ khiến thần huyền tứ trọng tu sĩ đột phá chân tiên, hiện tại còn là tiên thảo dược lực hóa tiên, thông linh, rồi thì sẽ thế nào? Tiên thảo cỡ này dù trời sập cũng mặc. Chát. Thiên Cửu Thần Quân và Yến Bắc Quy từ thanh hoàng sắc quang cháo lao ra, đến dưới màn đêm đầy sao bạc như cái chậu rõ ràng cũng là yêu cấm chế quỷ dị ở chỗ không hề có nguyên khí dao động hoàn toàn như trời đêm bọn thiên cửu thần quân đang khao khát nguyệt thố tiên thảo nên không cần biết có nguy hiểm không mà lao lên dốc núi có mùi nguyệt thố tiên thảo lướt đi mấy trăm trượng thiên cửu thần quân và yến bắc quy phấn chấn vì thấy khí tức nguyệt thố tiên thảo trời đêm đầy sao bạc bao trùm diện tích lớn hơn hẳn mấy cấm chế thiên cửu thần quân và yến bắc quy lướt đi màn đêm quỷ dị này chỉ thấy thế núi phẳng dần lẽ nào sắp lên đỉnh núi lúc trước đã ở cửu thiên lôi cương tầng, giờ thì ở đâu đột nhiên thiên cửu thần quân và yến bắc quy run lên ít nhất nãy giờ cũng được ba bốn nghìn trượng e đã ở trên cửu thiên lôi cương tằng ngọn núi đúng như cột chọc trời vươn sâu vào trong cửu thiên lôi cương tằng mùi nguyệt thố tiên thảo càng lúc càng nồng khiến tất cả những đang tắm linh tuyền đến đây rồi thì không ai muốn dừng lao tiếp về chỗ có mùi hương nguyệt thố tiên thảo a à, ai nấy kêu lên tất cả nhìn thấy cảnh tượng khó quên. Trước mặt là một sơn cốc lớn hơi lõm xuống, như miệng núi lửa đã tắt. Lên nữa không còn gì, đấy đã là đỉnh núi. Chính giữa đỉnh núi có hắc sắc thần quang cự trụ cả nghìn trượng đang phun lên. Dòng hắc sắc thần quang như bán lên hư không vô tận, không rõ tới đâu. Bích làm sắc quang hoa rừng ở dưới dòng hắc sắc thần quang. Thanh thế hắc sắc thần quang trụ quá chấn động, nên bọn thiên cửu thần quân đều sững ra. Là hóa hình yêu thú đó, không ít kim đơn tu sĩ nghịch hòa minh kêu lên kinh hãi đạm lục sắc quang hoa với tốc độ kinh nhân hiện lên ở đầu kia nhắm vào nguyệt thố tiên thảo vù cơ hồ ngay khi nhân hình yêu thú xuất hiện nguyệt thố tiên thảo lóe quang hoa lao vào hắc sắc thần quang cự trụ vù. vù 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 phai thiên cửu thần quân cùng lao về phía nguyệt thố tiên thảo phệ linh thú đến cự trụ trước thiên cửu thần quân và yến bắc quy một bước thiên cửu thần quân và yến bắc quy hơi sững lại vì không thể nhìn thấu hắc sắc thần quang quang trụ cũng không nhận ra huy năng cỡ nào phù thiên cửu thần quân phát ra một đạo quang hoa lóe lên tan vào hắc sắc thần quang quang trụ mà không có uy năng phản kích như bắn vào đầm nước thiên cửu thần quân và yến bắc quy đều nghiến răng thân ảnh loáng lên lao vào hắc sắc thần quang quang trụ các kim đơn đại tu sĩ nghịch hòa minh cùng lao tới thoáng sau đỉnh núi đã trống trơn là truyền tống pháp trận thế mà chúng ta không nhận ra thật ra là đâu Thiên Cửu Thần Quân và Yến Bắc Quy cùng các kim đơn tu sĩ nghịch hỏa minh tròn mắt quan sát. Họ đang ở một hòn đảo chừng 4, 50 dặm, là một khối lam sắc tinh thạch, trên đảo mọc một số loại cây kỳ dị, có loại hình dạng như tiên nhân trường, có loại cả thân và lá đều dài. Cây cối đều lấp lánh như làm từ bảo thạch, nhưng bọn Thiên Cửu Thần Quân nhận ra sinh cơ, chứng tỏ là sinh vật. Đảo đều lơ lửng trên không. Quanh đảo, bốn phương tám hướng mênh mông, toàn là đảo khác cùng vô số loạn thạch giữa đảo và loạn thạch là đêm tối chỉ có nhưng đảo và loạn thạch đặc biệt là phát quang yên tĩnh đến đáng sợ tinh thần nguyên khí cổ quái lan khắp không gian hình thành ánh sáng như đăm đóm lẽ nào thần lan vương yến bắc quy tỏ vẻ kinh hãi thân ảnh lao nhanh lên xem trên hòn đảo họ đứng là vô số đảo và loạn thạch độn quang lóe lên y lại kinh hãi kêu vang độn quang chậm gấp mấy lần bình thường chân nguyên lưu truyền và tiêu hao như bình thường nhưng uy năng thuật pháp kém hẳn chứng tỏ nguyên khí pháp tắc ở đây khác xa hư không loạn lưu lẽ nào hắc sắc thần quang quang trụ là truyền tống pháp trận đưa chúng ra vào hư không loạn lưu mấy kim đơn đại tu sĩ nhận ra điều dị thường hãi hùng kêu lên cách 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 nhiều người pha răng vào nhau cầm cập lơ lửng trên không nào phải đảo mà là vẫn thạch hư không loạn lưu là giải vẫn thạch ở ngoài cửu thiên do sao vỡ hình thành từ thượng cổ cũng chỉ những đại năng tu vi vượt xa tu sĩ hiện tại tưởng tượng cũng phải dùng pháp khí cùng pháp bảo đặc biệt mới tới được gần năm sáu vạn năm nay điển tịch không ghi lại tu sĩ nào tới được hư không loạn lưu chỉ khi các nhân vật đế cấp đấu pháp mới xé được hư không ném người ta vào hư không loạn lưu nhưng là cả họ bị ném vào đây cũng tương đương với vĩnh viễn bị giam cầm chỉ còn cách đợi khi thọ nguyên hao tận cỡ như họ thì càng không thể thoát thân không phải hư không loạn lưu thiên cửu thần quân đột nhiên nói thiên cửu thần quân không phải hư không loạn lưu các hạ biết đây là đâu sắc mặt cực kỳ khó coi yến bắc quy xoay lại các kim đơn đại tu sĩ đều nhìn thiên cửu thần quân thiên cửu thần quân xanh lét mặt mày nguyên khí pháp tắc và thiên địa nguyên khí ở đây khác bình thường tuyệt đối là thiên ngoại rồi nhưng trong hư không loạn lưu thì chỉ tinh thần nguyên khí bất lợi cũng đủ giết chúng ta thiên cửu thần quân nghiến răng bảo bọn yến bắc quy hư không loạn lưu thật sự theo điển tịch đều không ổn định vẫn thạch vẫn tinh liên tục va nhau vi năng kinh nhân, tuyệt đối không như thế này. Nơi này có thể là thiên vực chiến trường trong truyền thuyết mà viễn cổ hoặc thượng cổ đại năng khai sáng. Thiên vực chiến trường là gì? Yến Bắc Quy và các kim đơn đại tu sĩ hiển nhiên chưa biết. Viễn cổ hoặc thượng cổ đại năng, thần thông hơn điên phong chân tiên, không biết bao nhiêu lần. Đấu pháp là sức phá hoại khó tưởng tượng nổi, song phương nguyên khí pháp tắc rằng co nên sẽ thành thiên kiếp, nên đại năng trong truyền thuyết đấu pháp đều ra ngoài cửu thiên không vực đại chiến. Thiên cửu thần quân giải thích, thiên vực chiến trường là những nơi trong cửu thiên không vực có nguyên khí quy tắc tương đối ổn định không tổn thương đến tu sĩ đấu pháp kịch liệt cũng không tạo thành thiên uy viễn cổ điền tịch ghi lại có những đại năng thậm chí trước khi giao đấu đã hèn nhau ở thiên vực chiến trường viễn cổ đại năng hút lưu tinh và sao trời luyện chế pháp bảo hoặc pháp khí cũng phải ra đến không vực này mới thi pháp vậy thần lan vương yến bắc quy định nói thì đột nhiên thân thể cứng lại mặt méo đi trong mắt hiện rõ nét sợ hãi cực điểm cực kỳ tuyệt vọng. Sao hả? Thiên cửu thần quân nhận ra Yến Bắc Quy khác thường nên ngoái nhìn. Lúc y ngoái lại, sắc mặt Yến Bắc Quy bình thường trở lại. Không có gì, Yến Bắc Quy bảo thiên cửu thần quân và các kim đơn tu sĩ. Ta chỉ đột nhiên nghĩ đến ghi chép trong sách cổ rằng không vực kiểu này vì nguyên khí quy tắc ổn định, tương tự nơi sống của vực ngoại thiên ma nên có thể có chúng. Viễn cổ không vực thường phát hiện có vực ngoại thiên ma, chúng đến nhưng không thể đột phá cửu thiên lôi cương tầng và lôi hỏa tầng, bao quanh thiên địa của chúng ta nên ở lại đây tìm cách, thậm chí thiết lập nhiều điểm định cư. Viễn cổ vực ngoại thiên ma đều từ không vực kiểu này đến thiên địa của chúng ta, viễn cổ đại năng truy sát, hoặc diệt chúng thì thường ra tận ngoài không vực, đại chiến đều ở đây, không vực kiểu này mới được gọi là thiên vực chiến trường. Vực ngoại thiên ma, lẽ nào vực ngoại thiên ma lập nên chỗ có ngọn núi chọc trời là từ nơi này xuống? Thiên cửu thần quân cả kinh. Nói thế nào thì không vực này cũng ở ngoài cửu thiên, tu vi và thần thông của chúng ta tất không về được bất quá vực ngoại thiên ma để cho tiện thì có lập pháp trận những nơi này thế nào cũng có trong không vực kiểu này có vô số mảnh sao vỡ tất đổ tốt không ít chúng ta cứ tìm từ từ có lẽ sẽ tìm được nguyệt thố tiên thảo trốn vào đây mà không hề kinh hoàng chứng tỏ rất quen thuộc nơi này chúng ta quyết tâm có được nó cứ mặc kệ tất cả mà tìm đã yến bắc quy nhau mắt bảo bọn thiên cửu thần quân rồi thân ảnh loáng lên lao đi yến đạo hữu nói đúng lắm bọn thiên cửu thần quân đều thấy có lý phấn chấn tinh thần bám theo nhất thời bọn thiên cửu thần quân đều nghe theo yến bắc quy nhưng không ai biết ngay khi xoay người mắt yến bắc quy lóe lam sắc quang hoa yêu dị hai tay y biến thành lam hắc sắc quần cuộn gân màu lam thập phần quỷ dị không ai thấy rằng mười mấy tích tắc trước yến bắc quy còn kinh hãi vì không biết nơi này là đâu giờ đã mỉm cười âm lãnh quỷ dị yến bắc quy cười quỷ dị đưa bọn thiên cửu thần quân và tu sĩ nghịch hòa minh tan biến vào hòn đảo không lâu thì ở đỉnh núi trong phủ đồ hắc sắc quang trụ vẫn phun lên khung cảnh cực kỳ bình tĩnh đột nhiên rìa hắc sắc thần quang lóe lên bích làm sắc quang hoa thấu ra là thông linh nguyệt thố tiên thảo khiến cả nhân hình yêu thú và tu sĩ nghịch hỏa đều điên cuồng thông linh tiên thảo này lướt về một phía không lâu sau thì khuất vào một đỉnh núi như miệng núi lửa chừng nửa tuần hương sau tiếng xé không khí vang lên thông linh nguyệt thố tiên thảo quay lại sau lưng là lam sắc quang hoa lam sắc quang hoa là một cái đầu thân thể bên dưới là bạch bào đại năng bị hoang thần nô đánh bạch bào đại năng không hiểu tu luyện mật pháp gì mà thân thể tựa hồ từ từ sinh trường tôi rùa huyết nhục và nội tạng phất phới trên không nhìn cực kỳ đáng sợ nguyệt thố tiên thảo lao vào hắc sắc thần quang quang trụ bạch bào đại năng thấy hắc sắc thần quang quang trụ thì kinh hãi nhưng đến gần thì chỉ hơi do dự rồi nghiến răng lao vào thoáng sau bích lam sắc quang hoa lóe lên thông linh nguyệt thố tiên thảo từ hắc sắc quang trụ hiện ra la sang hướng khác chừng một tuần hương sau bích lam sắc quang hoa xuất hiện trên đỉnh núi chóc trời cực kỳ cuống quýt lao thẳng vào hắc sắc quang trụ khác với lần trước cực kỳ thông thả cơ hồ ngay khi thông linh nguyệt thố tiên thảo lao vào hắc sắc quang trụ thì kim quang từ hư không bắn ra xuất hiện trên đỉnh núi kim quang giàn ra chân tiên khí tức người mặc phổ thông thanh y là ngụy tác nhìn hắc sắc quang trụ ngụy tác co rút chỏng mắt rồi dừng trước cây trụ nhíu mày bất động mấy chục tích tắc sau độn quang từ phía sau lao lên linh lung thiên và vu thần nữ bọn cơ nhã cùng tới là cấm chế gì ngụy tác bắt được thông linh tiên dược chưa thấy hắc sắc sung thiên quang trụ trước mặt gã bọn cơ nhã cả kinh cùng hỏi thông linh tiên dược quá cổ quái thần thức quét tới là nó phát giác ngụy tác lắc đầu ta chậm một chút đến nơi là nó đã vào hắc sắc quang trụ ngụy đạo hữu lệ nhược hải đột nhiên biến sắc kinh hô sao hả ngụy tác ngẩn ra nhìn lệ nhược hải y giơ ống tay áo đựng linh miêu nơi này có khí tức tu sĩ khác tựa hồ mới đi. Nói vậy, thiên cửu thần quân và thần lan vương yến bắc quy đã qua đây, trước đây là đỉnh núi chọc trời, nếu mỗ không nhầm, thì nơi này đã ở trên cửu thiên lôi cương tăng, đến tinh thần chân hòa tầng họ chưa đạt chân tiên, mà dám đến đây thì thật chán sống. Ngụy tắc mục quang lóe lên, bảo lệ nhược hải, lệ cung chủ, các hạ đưa linh miêu tìm khắp nơi xem có cảm chi được phương vị của họ không. Được, lệ nhược hải gật đầu, vòng lên đỉnh núi. Phu quân, có nhận ra cấm chế gì không? bọn vu thần nữ ở cạnh ngụy tác nhìn hắc sắc thần quang quang trụ vu thần nữ chấn động thấy rõ nơi này là tinh thần chân hòa tầng lên nữa sẽ thoát khỏi thiên địa để vào cửu thiên tinh không hắc sắc thần quang quang trụ này thiếp không nhận ra nguyên khí uy năng gì chuyện này ngụy tác há miệng định nói gì đó thì tiếng xé không khí vang lên lệ nhược hải quay lại trên núi có khí tức tu sĩ đi qua nhưng chỉ một nơi có lẽ quay lại theo lối cũ có lẽ họ từ nơi đó lên ngụy tác gật đầu nhìn hắc sắc sung thiên quang trụ nói gian thương hắc sắc quang trụ này uy năng gì linh lung thiên giật giật chân mày hỏi linh lung thiên cảm chi vừa xa thần huyền đại năng mà cũng không biết hắc sắc thần quang quang trụ là nguyên khí uy năng này tuy tạo cảm giác rúng động nhưng quang trụ không có nguyên khí dao động thần thức dồn vào cũng chỉ như vũng nước bình lặng mũ cảm chi được khí tức không gian pháp trận tương tự nguyên khí dao động của bạch sắc linh quang hoa ngụy tác gật đầu bảo bọn linh lung thiên không lầm thì là truyền tống pháp trận là truyền tống pháp trận hàn vi vi và thủy linh như nhìn nhau họ đều hiểu ý gã nói là truyền tống pháp trận nhưng quan trọng là có vào không Thành thế truyền tống pháp trận này hơn xa bạch sắc linh quang quang cháo cương nha muội sao hả ngụy tác lại nhìn hắc sắc sung thiên quang trụ hỏi linh lung thiên các người có thể không vặc nhưng ta chắc chắn phải vào linh lung thiên hít sâu một hơi đoạn nghiến răng xoay xoay hồi sắc thủ trạc mắt lóe kim quang ta biết ngươi sẽ nói thế ngụy tác như đã biết trước Lắc đầu, ta biết ngươi sẽ vào xem vì ngươi lo trong đó vạn nhất còn bằng hữu linh tộc chưa chết. Không nói lắm với ngươi, ta vào đã, ngươi có thể tìm ở chỗ khác. Linh Lung thiên trừng mắt, lao vào hắc sắc quang trụ. Vội gì, cùng tới, Ngụy Tác Bảo. Ngươi? Linh Lung thiên ngẩn người, lúc trước gã thấy truyền tống pháp trận nguy hiểm, không dám thử. Dù gì cũng ở cùng nhau, dù không tìm được lối ra cũng kệ. Theo ta biết truyền tống pháp trận cần hai bên đều có nguyên khí ổn định mới có thể bố trí ít nhất nơi truyền tống đến không có gì nguy hiểm ngụy tác cười với linh lung thiên ta không bảo không đi ngươi định bỏ lại tất cả đều vào một mình kiếm lợi hả kiếm cái đầu ngươi linh lung thiên nghiến răng rồi đi vào hắc sắc thần quang quang trụ trông nó hung hãn nhưng ánh mắt lại không thế đi nam cung vũ tinh và bọn cơ nhã nghe gã nói là cùng vào thì mềm lòng mỉm cười theo gã vào hắc sắc thần quang quang trụ nhĩ muội yêu nam cung vũ tinh và bọn cơ nhã chỉ thấy như sao vào dòng sông vô biên trước mắt rực khắc sắc lưu quang rồi bay lên hư không vô tận tiếp đó trước mắt sáng lên cảm giác ban nãy vừa tan chưa nhìn rõ cảnh tượng đã nghe tiếng ngụy tác kêu to không rõ là ấm ức hay khen ngợi đây là lúc thấy cảnh tượng thì ai cũng tròn mắt họ đang ở trên các đảo và loạn thạch đủ kích cỡ lơ lửng chung quanh là màn đêm yên tĩnh chỉ có đảo và loạn thạch lóe quang hoa chỉ là chỗ họ đứng khác nơi thiên cửu thần quân và yến bắc quy được truyền tống tới không ở trên đảo chừng bốn năm mươi trượng trông như lam bảo thạch họ và ngụy tác linh lung thiên ở trên khối thanh sắc vẫn thạch cỡ mười dặm tỏa quang mang lạnh lùng như kim loại dàn giặt kim thiết khí tức phía trước lơ lửng một khối hôi hồng sắc vẫn thạch cả trăm dặm chung quanh là vòng sáng do bụi và đá vụn hình thành trông như vì sao tạo thành cảm giác sung kích vô cùng hư không bên trái trên một hòn đảo xanh rờn cây cối bên trong còn có hồ không khác nào man hoang hoang nguyên chỉ là cây cối hơi khác hoang cổ bản thảo kinh cũng không có nghi à, đột nhiên hàn vi vi kinh hô nàng ta nhìn xuống chằm chằm hóa ra dưới khối thành sắc vẫn thạch là giải sáng do phấn hồng sắc tinh thạch hình thành ít nhất mấy chục dặm khối to nhất cũng chỉ bằng đầu người cực kỳ trói mắt thiên vực chiến trường linh lung thiên nhìn ngụy tác bảo thiên vực chiến trường và hư không loạn lưu có gì khác nhau nếu ta không nhầm thì chúng ta đã đến cửu thiên tinh không ngụy tác nuốt nước bọt hắc sắc thần quang quang trụ quá cổ quái mà ngươi lại vào ta không bảo ngươi vào mà ngươi tự theo linh lung thiên mắng rồi giải thích tương như lời bọn thiên cửu thần quân giải thích chân nguyên hùng hồn như thế chân tiên nhất trọng tương đương với chân tiên tam trọng ngần ấy năm rồi cùng đợi được một kẻ chân nguyên thế này đủ rồi ngụy tác và linh lung thiên không biết trong lúc đó tại một hư không có một lam sắc thân ảnh kích động đến du dày từng cánh tay xoay xoay như xúc tù cá mực khí tức vô hình từ lam sắc thân ảnh thân dấy lên a à, ngụy tác vừa hiểu sự khác nhau giữa thiên vực chiến trường và hư không loạn lưu thì đột nhiên biến sắc thành xanh lét tóc dựng lên chuyện gì thế nhỉ linh lung thiên và bọn nam cung vũ tinh giật này mình ngụy tác như gặp ma giữa ban ngày có kẻ định khống chế ta nhưng không thành công có ý thức cực mạnh định điều khiển chân nguyên thủy hoàng phệ nhật quyết của ta cương nha muội ở đây có lẽ có hoàng tộc đại năng cực kỳ lợi hại ngụy tác bật mặt nói a à, chân linh nhất mạch đại lệ thiên à làm hỏng việc của ta a à, a à đại lệ thiên ngươi còn sống không ta sẽ xé ngươi thành vạn mảnh bọn ngụy tác biến sắc thì làm sắc thân ảnh trong hư không cũng có người gào lên ngươi cảm ứng được y ở đâu không linh lung thiên dợn tóc gáy biết ngụy tác tuyệt đối không đùa cảm ứng được ta đã không thế ngụy tác không cần soi gương cũng biết mặt mình khó coi hơn khóc gã không rõ khí tức đó từ đâu chỉ thấy có người ở xa lắc nhìn mình cảm giác này quá đáng sợ đối phương cách biệt quá xa thì gã mới có cảm giác này a à, trong này còn hoang tộc đại năng còn sống, chạy mau, Lục Bảo lão đầu lấy lại hơi, kêu lên như phát cuồng, chạy mau, chết ở đây thì không biết bao nhiêu năm nữa ta mới được phát hiện. Câm mồm, muốn chạy cũng phải tìm truyền tống pháp trận mà chạy, ngụy tác giống lên với Lục Bảo lão đầu. Lục Bảo lão đầu không kêu thành tiếng. A, à, tiểu tử, kêu cái gì, chán sống còn kéo theo ta. Thoáng sau, Lục Bảo lão đầu ré lên. Hoang tộc ngu xuẩn định giờ trò kia, người xấu quá nên không dám ra hả cứ ở đó ăn phân hả kỳ thực ngươi mà ra ta sẽ cho một đống ngụy tác liên tục dồn chân nguyên kêu lên thanh âm liên tục vang vọng lúc gã còn là tiểu gian thương tại linh nhạc thành đã thấy không biết bao nhiêu tán tu và gian thương chửi bới bao nhiêu cầu khó nghe giờ tuôn ra hết ngươi làm gì hả linh lung thiên thấy gã mắng sơi sơi thao thao bất tuyệt lại biết không phải gã phát cuồng nên hỏi ta đang thử ngụy tác giải thích rồi hậm hực khí sắc dễ chịu hơn hoàng tộc ngu xuẩn không dám ra gặp ta có bao nhiêu tay ta bẻ hết nhét vào mông ra đây ta đánh cho mẹ ngươi không nhận ra không đúng không thì gọi mẹ ngươi ra ta đánh cho ngươi không nhận ra mẹ cũng được trong hư không đó làm sắc thần ảnh giận run người khi ngụy tác bắt đầu mắng xem ra biết rõ nhất cử nhất động của gã nhưng giờ nghe gã nói ra câu đó thì y không chịu nổi đình đầu rực khí diễm khác nào không gian phong bạo tiểu tử ngươi mắng ta đã đành còn mắng cả mẹ ta a à, ta sẽ khiến ngươi muốn chết không được muốn sống không xong hoàng tộc các ngươi sao xấu thế nhỉ lẽ nào vì mẹ ngươi và nhện sinh ra ngươi ngụy tác lại nó khiến lam sắc thân ảnh giận run người bốn cánh tay co lại cơ hồ ngất xỉu bọn ngụy tác không biết được rồi phu quân phu thần nữ cũng thấy gã thái quá nên truyền âm chắc vậy ngụy tác gật đầu ngừng mắng thấy tất cả nhìn mình như nhìn biến thái gã xòe tay đừng nhìn mỗ mỗ không muốn mắng nhưng vì tính mạng mà phải thế chết đi linh lung thiên không thèm nói nhiều mà giết qua kẽ răng bất quá ngụy tác thao thao bất tuyệt mắng một hồi thì sắc mặt linh lung thiên và tất cả dễ coi hơn nhiều cương nha muội phạm vi thiên vực chiến trường này cỡ nào ngụy tác ngoái hỏi linh lung thiên thiên vực chiến trường hình thành từ mấy vì sao va nhau phạm vi ít nhất trên nghìn vạn dặm nói về việc nghiêm túc linh lung thiên không tranh hơi với ngụy tác dù gì gã cũng là tiểu gian thương linh nhạc thành quỷ kế đa đoan đối diện nguy cơ luôn thập phần lãnh tĩnh, nhiều khi nghe theo gã thì hơn. Nghìn vạn dặm, lớn thế hả? Hàn vi vi suýt ngất xỉu. Đối với ngụy tác, trong vòng nghìn vạn dặm không có gì khiến gã ngạc nhiên. Cửu thiên thái hư theo điển tịch thì minh mông, giữa mỗi vì sao là không biết bao nhiêu vạn dặm. Cửu thiên và thiên địa bọn gã quen là hai khái niệm, trong khu vực này nguyên khí ổn định như thế, gần như không có tinh thần xạ tuyến và tinh thần nguyên khí thấu bán xuống, vì không vực quá lớn, có mấy vì sao vỡ tỏa nguyên khí bao lấy, tuyệt đại đa số tinh thần nguyên khí bị cách tuyệt ở ngoài hạ huống không có không gian mấy trăm vạn dặm trở lên đã không thể thành thiên vực chiến trường thượng cổ siêu cấp đại năng giao đấu là những chỗ nhỏ không còn không có không gian cỡ đó đế thiên hoặc thậm chí đại nhân vật đế cấp sao dám thẳng tay eo đầu ngẫm nghĩ ngụy tác âu sầu chỗ to thế này hoàng tộc đó không rõ trốn ở đâu muốn tìm đâu có dễ y bị ta lôi cả mẹ ra mắng chắc đã trọng thương chỉ còn thoi thóp như hoàng tộc đại năng khác dù cánh tay cụt và y có quan hệ gì không nhưng suốt khống chế được ta thì thần lan vương yến bắc quy có khi đã bị khống chế phải tìm ra y mà giết mới xong a à. ngụy tác nói xong thì lam sắc thân ảnh trong hư không vốn tựa hồ vị gã chọc giận chờ run lên đúng rồi trạm đài linh lan ngươi luyện công pháp từ hoang tộc đoạn tí vì sao đối phương không khống chế ngươi ngụy tác tựa hồ nghĩ ra ngươi ta thế này rồi mà ngươi còn định khống chế ta hả trạm đài linh lan kinh hãi đến khản giọng nghe ngụy tác nói thế thì lại như thủ huyết gào lên đúng vô vị ngụy tác gãi đầu hiện tại trạm đài linh lan không chỉ bị gã quay như trong chóng mà còn bắc minh thần quân diệp tử mị liên tục thi triển phổ độ thần quang đối phương dù khống chế trạm đài linh lan cũng vô dụng đi thôi tìm theo hướng đó lệ cung chủ hiện tại không cẩn thận là mất mạng để khiến thiên vu linh miêu phấn chấn phải xem có khí tức bọn thiên cửu thần quân không chỉ cần phát hiện khí tức thiên cửu thần quân và thần lan vương là chúng ta có thể tìm được vị trí của hoang tộc đại năng đó lúc đó cần dùng thiên hải thần lan kính ngụy tác và linh lung thiên nhìn nhau rồi bảo chúng nhân đi về một hướng lại bảo lệ nhược hải thiên vu linh miêu Làm sắc thân ảnh ở xa dùng mình không xong chỉ vài tích tắc sau làm sắc thần ảnh đột nhiên run lên tựa hồ cảm trịch thấy thứ đáng sợ hơn ngụy tác co tay lại ôm người sực thổ sắc quang hoa thành cái kén lơ lửng trên không không lộ ra mảy may nguyên khí và cảm chi cắt đứt liên hệ với ngoại giới. Thiên vực chiến trường do mấy vì sao va nhau hình thành, không rõ có bao nhiêu thiên ngoại vẫn thạch, có khối đến mấy nghìn dặm, vạn dặm, sinh thành cây cối, sinh linh, thậm chí quanh một số khối còn hình thành vũ vụ, lôi cương, như thiên địa sơ khai trong truyền thuyết. Ở đây rực rỡ đủ màu, nếu tìm tất có không ít nguyên liệu luyện khí tốt và cực phẩm, vẫn thiết tinh kim. Thậm chí ở cấp như ngụy tác, nhìn những nơi tựa thiên địa sơ khai thì còn cảm ngộ được nguyên khí pháp tác. Bất quá gã tìm ra hoang tộc đại năng đó cũng sẽ bỏ chạy nên chỉ gom những thứ hữu dụng còn lại không kén kỹ. Gã thi triển động hư bộ pháp, cùng lệ nhược hải đi đầu, liên tục vượt hư không, tận lực khuếch đại phạm vi tìm kiếm, nhưng không cách bọn vu thần nữ quá 1.500 dặm. Ở cự này, mà có chuyện gì, thì có thể dùng xong tu thuật pháp về cạnh vu thần nữ ngay. a à, đột nhiên, ngụy tác dừng lại, ra hiệu cho bọn vu thần nữ theo sát. Bọn vu thần nữ cách gã không đầy 500 dặm, bên trái phía trước ngụy tác là hư không tối om trong giải thổ hoàng sắc vẫn thạch có lam sắc quang hoa lóe lên phía sau lam sắc quang hoa có hai quang điểm bám theo chỉ vì cách quá xa nên không nhìn rõ màu độn quang lam sắc quang hoa tốc độ cực nhanh ai nấy nhận ra bên trong là nửa thân thể nửa dưới thân thể không con nửa trên phi độn huyết nhục và nội phủ uốn éo như xúc tu lục bảo lão đầu rợn tóc gáy kêu lên thê thảm tiểu tử lần này đúng là bị người hại chết người mắng khó nghe qua nên hoàng tộc mới tìm tới. Ngụy Tác vốn định bảo lục Bảo lão đầu im miệng, vì thần thức gã nhận ra nửa thân thể đó chỉ là một tu sĩ, tu vi thần huyền ngũ trọng, khiến gã e rè chỉ là hai giải độn quang phía sau, tựa hồ tệ nhất cũng chân tiên tu vi, khí tức thập phần cổ quái. Câu tiếp theo lục Bảo lão đầu kêu khiến gã tác tiếng. Lão rên gì, tiểu tử, đúng là bị người hại chết, còn nói nhét tay vào mông đối phương, giờ y không có mông thì nhét thế nào đừng sợ chỉ là thần huyền ngũ trọng đại năng không phải hoang tộc hai giải độn quang phía sau mới quỷ dị tựa hồ đang truy sát nam cung vũ tinh nhận ra khí tức nói không phải hoang tộc đại năng lục bào lão đầu ngẩn ra chư vị đạo hữu xin giúp đỡ đằng sau có hai vực ngoại thiên ma nửa thân thể trong lam sắc quang hoa lý càng lúc càng rõ là bạch bào đại năng bị hoang thần nô đánh tan thân thể đang mọc ra một nửa phát hiện độn quang của bọn ngụy tác thì ngẩn ra rồi kêu lên lao tới a à, ngụy tác và linh lung thiên giật giật chân mày đến gần nên cả hai nhận ra nguyên khí dao động của bạch bào đại năng và đại năng thần bí bị tứ tý hoang tộc đại năng đoạt xá rất giống nhau cùng một truyền thừa hoàng vũ thần quân của hoang cổ mình sao y lại ở đây trưởng tôn cảnh và cực âm thần quân nhìn rõ thì cực kỳ kinh ngạc trưởng tôn đạo hữu bạch bào đại năng nhìn rõ bọn trưởng tôn cảnh nên kêu vang vui mừng hoàng vũ thần quân ngụy tác kinh ngạc nhìn bọn trưởng tôn cảnh hoàng vũ thần quân là đại năng tối lợi hại của hoang cổ minh tương đương với minh chủ thần huyền đại năng khác của hoang cổ minh đều nghe lệnh y chỉ là không xung đột gì với thiên huyền minh bọn tại hạ chỉ qua tranh vẽ mà biết mặt y chứ không hiểu gì trường tôn tiểu như biết ngụy tác muốn hiểu thêm tin tức nên truyền âm cái gì kia cương nha muội hình như khác với hoang tộc khí tức là một chi của hoang tộc hả ngụy tác gật đầu mắt lóe hàn quang hỏi linh lung thiên người khác chưa nhìn rõ chứng ngụy tác và linh lung thiên đã thấy hai đội quang đuổi theo hoang vũ thần quân là hai thân ảnh cao hơn người thường nửa cái đầu sau lưng có cánh thịt trên mình lấp lánh bạch quang tựa hồ là xương trắng mọc ra từ thể nội chúng ta gặp may rồi linh lung thiên địa nheo mắt lạnh giọng xưa nay gọi hoang tộc là vực ngoại thiên ma hiện tại đã gặp được hai vực ngoại thiên ma cái gì vực ngoại thiên ma thật sự đừng nói bọn hàn vi vi cả ngụy tác cũng tròn mắt đấy là vực ngoại thiên ma Bọn ngụy tác nhìn lên độn quang càng lúc càng gần. Đối với họ, vực ngoại thiên ma và hoang tộc vốn giống nhau. Số điển tịch của tu đạo giới vô đã tả vực ngoại thiên ma đáng sợ thế nào, biến thái ra sao. Nếu bọn ngụy tác không hiểu rõ hoang tộc thì tất cũng cho rằng vực ngoại thiên ma còn đáng sợ hơn. Quan trọng nhất, họ thấy không ít hoang tộc nhưng vực ngoại thiên ma thì chưa. Vực ngoại thiên ma hiếm xuất hiện tại tu đạo giới. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện đều giấy lên mưa máu gió tanh, được ghi lại. Nhưng chúng từ đâu đến? Có thần thông gì thì không ghi kỹ, thậm chí tuyệt đại đa số điển tịch chi chép vực ngoại thiên ma đều khác nhau. Nguyên nhân vì trong tinh, không thái hư có không ít sinh linh có trí tuệ không kém tu sĩ, linh thú, vực ngoại thiên ma chỉ là một chủng tộc biết tu luyện thuật pháp, biết tu đạo mà thôi. Vực ngoại thiên ma đến tu đạo giới không phải lần này cũng từ một nơi, là một chủng tộc, có điều đại đa số có thể vượt hư không, đến được tu đạo giới thì cực kỳ đáng sợ. Đối với tu sĩ, đối thủ chưa biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất, tuyệt đại đa số vực ngoại thiên ma đều có dị năng đặc thù nên đi lại được trong tinh không đến thiên địa của bọn ngụy tất thực lực giảm nhiều nhưng ở thiên vực chiến trường thì khác nào trong sơn môn sẽ phát huy chiến lực mạnh nhất thoáng sau hoàng vũ thần quân cách bọn ngụy tác không đầy 500 dặm hai làn độn quang sau lưng cũng cách không đầy một nghìn dặm phanh ngụy tác dều nhìn rõ hai vực ngoại thiên ma là một nam một nữ một người cao lớn một đầy đạn nở nang diện mạo như tu sĩ nam hay nữ đều cực kỳ anh tuấn xinh đẹp thấy cả hai đành không còn từ nào khác nào ma để hình dung. Trừ đôi cánh thịt thật rộng, thì hai vực ngoại thiên ma diện mục anh Tuấn đều mọc đầy bạch cốt, hình thành bạch cốt khải giáp, nhiều bộ vị còn mọc gai xương, cộng thêm người mặt anh Tuấn dị thường, khiến người ta thấy quỷ dị và sợ hãi. Ha ha, ha ha, ha ha. Hai vực ngoại thiên ma đã thấy bọn ngụy tác đợi sẵn thì tỏ ra đã liệu trước, cười nhạo thành tiếng. Ô ô ô. Nghe tiếng hai vực ngoại thiên ma, Bọn hàn vi vi tu vi hơi thấp thì cảm thấy như gió lạnh thổi vào ý thức, tinh thần ý thức như bị đông cứng. Thiên ma ma âm, lực xung kích với thần thức lại mạnh thế, Nam Cung Vũ Tinh bảo Ngụy Tác, nàng lấy là may mắn vì cả toán đều tu vi kim đơn trở lên, không thì chỉ với tiếng cười, hai vực ngoại thiên ma sẽ khiến thần thức họ tan vỡ. Buồn cười lắm hả? Ngụy Tác quát to, thần thức uy áp dồn tới. Gã đang thăm dò, muốn qua hai vực ngoại thiên ma để biết đang ở đâu sợ như lai thần mang ra đòn là chúng sẽ biến thành si ngốc còn hỏi được gì nữa oanh thần thức ý niệm đều là vô hình chi vật nhưng thần thức của ngụy tắc ép tới thì hư không như ngưng thành thực chất cơ hồ có vô hình cự sơn dáng và hai vực ngoại thiên ma hai vực ngoại thiên ma tắt cười hơi sững lại có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều thần thức hai vực ngoại thiên ma đến mức này vai đòn như lai thần mang không đủ khiến chúng mất chiến lực ngụy tắc nhận ra thần thức chúng kém hơn mình nhưng không nhiều e còn trên trạm đài linh lan và nam cung vũ tinh gã cũng nhận ra thiên vực chiến trường tuy nguyên khí ổn định nhưng uy năng thuật pháp bị giảm đi không ít như lai thần mang không được như bình thường bất quá ngụy tác không kinh hãi khí tức của hai vực ngoại thiên ma không khiến gã thấy mình không đối phó nổi chiến lực chủ yếu của gã lại là nhục thân vốn không hề bị ảnh hưởng à chả trách lại không sợ té ra có tu vi này sen ra đã coi thường ngươi ngụy tác mù quang lóe lên nhận rõ thực lực hai vực ngoại thiên thì nữ vực ngoại thiên ma cực kỳ xinh đẹp nhưng toàn thân là xương trắng lại lên tiếng khiến tất cả ngần ra à dùng khẩu âm vân linh đại lục a à, người biết ngôn ngữ của bọn ta ngụy tác không vội động thủ thản nhiên nói ực ừ, oa tức cô cát nam vực ngoại thiên ma cười lạnh khinh miệt liên tục đảo mắt qua bọn vu thần nữ và cơ nhã theo lời của các ngươi thì là gọi phu quân phu quân nói ách ngồi đáy giếng như các ngươi sao biết tổ tiên bọn ta đã du lịch qua bao nhiêu tinh không đại vực thấy bao nhiêu sinh linh, nô dịch bao nhiêu vì sao, biết ngôn ngữ của các người có gì là lạ, nữ đích vực ngoại thiên ma nhìn đồng bạn cười lạnh ở cạnh giải thích